Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 3761, thần bài chuyển thế. Đồ vật rút ra danh ngạch, như một vòng tròn to lớn, phía trên ghi chú 1 đến 100, trên cùng là kim đồng hồ. Một khi mở ra, sẽ ngẫu nhiên xoay tròn, đều do trận pháp đặc biệt khống chế, ai cũng không cách nào gian lận. Thời điểm vòng tròn bắt đầu xoay tròn, có thể nhìn thấy chuyển động sẽ bị trận pháp che giấu, sau khi ngừng, hiện trường sẽ đặt cược, mua sắm con số đối ứng. Thao tác rất đơn giản, giống như ở sòng bạc mua lớn nhỏ, không cần có quy tắc gì. Đi vào trước mặt, Trương Huyền chỉ nhìn một cái cũng đã học được. "Chư vị, ngày mai hành trình Thần Sơn nửa năm một lần sẽ bắt đầu, còn thừa lại 30 danh ngạch, ngày hôm nay sẽ bán ra ngoài toàn bộ, còn không có mua sắm thì nhanh tay." Mặc kệ người trong nhà có thể đột phá Ngụy Thần hay không, đây là cơ hội tốt nhất, không cho phép bỏ lỡ. Thanh niên phụ trách bán danh ngạch nhìn quanh một vòng, la lớn: bắt đầu. Tiếng nói kết thúc, vòng tròn bỗng nhiên xoay tròn, sau đó bị trận pháp che giấu, không cách nào nhìn thấu. Tốc độ nhanh chóng như vậy, dựa theo kinh nghiệm của ta, con số hẳn ở 10 trở xuống. Cái này không nhất định, lần trước ta cũng gặp phải loại tình huống này, nếu là ta, sẽ chọn từ 80 đến 90. Các ngươi đều sai, lần trước ra 80, lần trước nữa ra là 9, lần này ta cho rằng sẽ ở chừng 20 đến 30 vòng tròn vừa bị che giấu, phía dưới nhất thời nghị luận ẩm ý, những người biết chuyện nói ra suy đoán của mình. Trận pháp che đậy, vòng tròn cũng ngừng lại. Xoát xoát xoát, đã có người mua, căn cứ tốc độ vừa rồi của vòng tròn, phối hợp lực cản của không khí, lực ma sát máy móc dùng công thức tính toán ra. Bắt đầu đặt cược, mua xong rời tay. Thanh niên phụ trách nói, mọi người cũng không vội, mà nhìn tình huống mua sắm của những người khác. Minh Lý Chi Nhãn lông mày dương lên, trong mắt Trương Huyền Hoa văn chấn động, nhìn về phía trận pháp. Nếu như có thể nhìn thấu trận pháp, có lẽ có thể nhìn trộm nội dung trong đó, không cần dùng uổng tiền. Trương Huyền lắc đầu. Audio điện tử võ tấn bền. Tuy Minh Lý chi nhãn mạnh mẽ, nhưng trận pháp này hẳn do thần vương bố trí, không cách nào nhìn thấu. Thư viện thì sao, thiếu hụt. Bởi vì trận pháp che giấu, mọi người không cách nào thấy rõ nội dung trên vòng tròn, cho nên tương đương với trận pháp vẫn vận chuyển, không cần đụng chạm, cũng có thể xuất hiện thư tịch. Nhẹ nhàng mở ra, trận pháp rút ra danh ngạch của Dạ Minh Thành, thiếu hụt một. Trên thư tịch ghi chép trận pháp này thiếu hụt, trong đó có vấn đề chất liệu, cũng có người sắp đặt không đủ, thậm chí còn có thiếu hụt của trận đồ. Hắn muốn biết là kim đồng hồ chỉ con số nào, những thứ này đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng, Trương Huyền lắc đầu, đang muốn đóng sách, đột nhiên thấy được dòng cuối cùng. Thiếu hụt 68, 1,2, 3,4, 5. Là một hàng con số, trương liền 99 số, chỉ có số 70 ở bên trong. Chẳng lẽ biểu thị kim đồng hồ chỉ trúng số 7, mặt khác bởi vì không có bị chỉ trúng, cho nên mới đều có thiếu sót. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Nếu thật như vậy, chẳng khác nào tham gia đánh bạc, trước thời hạn biết lớn nhỏ, còn không cược tất thắng. Tôn Cường, đi mua số 73. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền không trần chờ, dặn dò một câu. 73. Tôn Cường nhíu mày. Thiếu ra, ta thấy y khác nói không sai, nên mua từ 30 đến 40 mới có cơ hội, 73 chênh lệch quá lớn. Người mua ở đây có thể nói mà cờ bạc, đã có thể căn cứ tốc độ góc lớn nhỏ, tính toán ra phạm vi kim đồng hồ có khả năng dừng lại. Tuy không có khả năng chính xác đến không sai, nhưng có thể tính toán được ở trong phạm vi này đã rất lợi hại. Bảo ngươi mua thì mua đi." Trương Huyền khẽ nói. Tôn Cường bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới nói: "Ta đặt số 73." Nói xong đưa tới một viên thần tệ. "Đặt số 73? Ha ha, thật có không sợ chết." Nhìn thấy có người mua ra con số lạ lùng như vậy, bốn phía cười vang. Vừa rồi đã có người tính toán, mặc dù chưa được xác thực, nhưng ở trong phạm vi kia tỷ lệ trúng thưởng khẳng định lớn nhất. Bằng hiếu, người đặt số 73, khẳng định là thiệt thòi, nghe ta, đổi thành số 36, bảo đảm ngươi trúng lớn. Một lão giả tóc trắng đi vào trước mặt, trong mắt tràn đầy tự tin. Trương huyền nhíu mày, không biết ta là ai đi, tại hạ Nghiêu Sơn, từ khi rút ra danh ngạch bắt đầu đã ở chỗ này, thời gian mấy chục năm, mỗi một lần rút ra, đều không có rời đi, từng giúp hơn 30 người mua sắm thành công. Thế nào, nghe ta, ta là chuyên gia ở lĩnh vực này. Nghiêu Sơn tự tin nói. Chuyên gia, Trương Huyền lắc đầu. Không biết vì sao tiền bối nhiệt tâm giúp ta như vậy. Rất đơn giản, sau khi chúng, cho ta 10 thần tệ xem như thù lao. Không chúng, tranh lệch ở trong 3 số, cho ta một viên thần tệ. Tranh lệch trong 10 số, cho ta 100 hư thần tệ. Đương nhiên, nếu như tranh lệch trên 10, ta đồng dạng sẽ bồi thường ngươi 100 hư thần tệ. Nghiêu Sơn nói. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Nếu như tranh lệch trên 30 thì sao? 30 trở lên, ta đền ngươi một viên thần tệ. Nghiêu Sơn tràn đầy tự tin. Căn cứ hắn nghiên cứu nhiều năm, đã sớm tạo thành một loại hệ thống và quy luật chỉ có hắn rõ ràng, vừa rồi bàn quay xoay tròn, cùng những người khác tính toán không sai biệt lắm, hẳn là ở 30 đến 40, tuyệt không có khả năng vượt qua 30 trở lên. Trương Huyền gật đầu, ta vẫn đặt số 73 như cũ, ngươi có thể đặt 36 của ngươi, hoặc tìm người khác đặt, nếu như số ta trúng, ngươi thua ta hai viên thần tệ, nếu như ngươi trúng, ta thua ngươi hai viên. Nghiêu Sơn trần trừ. Thật ra thì hắn dùng chính là thủ đoạn há mồm chờ sung dụng, chỉ cần có người tin tưởng, cơ bản chỉ lời không lỗ vốn, ngộ nhỡ đoán mỏ chúng, còn có thể kiếm một món hời. Những năm qua dựa vào loại thủ đoạn này, đã kiếm lời không ít, thậm chí ở giã Minh Thành mua được nhà riêng. Để hắn trực tiếp đặt số, hơn nữa còn hai thần tệ. Nếu như chúng ta đều không trúng thì sao? Đều không trúng, cũng coi như ta thua, ta đền ngươi hai viên thần tệ. Trương Huyền mỉm cười. Tốt, Nhiêu Sơn gật đầu, xoay người đi vào đám người, chỉ chốc lát, mang theo một thanh niên tới, xem ra đối phương nghe theo lời của hắn, mua số 36. Nghị luận tiếp cận 10 phút, tất cả dãy số đều được chọn lựa. Đều đã mua xong, hiện tại mở trận pháp, công bố danh ngạch thanh niên trên đài cười to cong ngón tay búng một cái hô trận pháp vận chuyển mê vụ dần dần biến mất hình dáng vòng tròn cũng bắt đầu rõ ràng người chờ thua đi Nhiêu sơn cười nhạt một tiếng tràn đầy đắc ý nhìn qua trương huyền hắn tính toán hầu như không có sai lầm gì vậy mà kẻ trước mắt này muốn cược không cần nghĩ lần này coi như mình không trúng cũng có ít nhất hai thần tệ đang hưng phấn nghĩ đến giành được hai thần tệ này sẽ đi mua xe ngựa kiểu mới nhất, hay đi tìm mỹ nữ hảo hảo tiêu khiển một chút, liền nghe thanh niên công bố đáp án. Lần này đạt được danh ngạch là số 73. 73, sao có thể? Nhiều sơn ngẩn ngơ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy kim đồng hồ rừng ở vị trí 73, cùng 36 hắn nói chênh lệch cực lớn. Làm sao có thể, chẳng lẽ tính sai? Một người tính sai, không có khả năng nhiều người đều tính sai như vậy đã sớm nói cho các người biết, thứ này là ngẫu nhiên, không có khả năng tính toán. Các ngươi lại không tin. Xuất hiện kết quả, không chỉ Nhiêu Sơn bối rối, trước đó rất nhiều con bạc cũng ngây người. Bọn họ tính toán không có bất kỳ sai lầm gì, nhưng kết quả. Vì sao khác nhau lớn như vậy? Được rồi, danh ngạch này thuộc về Tôn Cường. Không đi quản phía dưới thảo luận, thanh niên phụ trách đưa tới một lệnh bài đại biểu danh ngạch. Tôn Cường cầm ở trong tay, Lần nữa nhìn về phía thiếu gia, đôi mắt chừng sắp rơi trên mặt đất. Trước đó, nhiều người như vậy tính toán, đều tính toán ra cùng một kết quả, trong 30 đến 40, thiếu gia tùy tiện nói 73, vốn cho rằng kém quá nhiều, nằm mơ cũng không ngờ tới, không sai chút nào. Thiếu gia, thực sự khó tin, thiếu gia giống như có thể thần cơ diệu toán a. Vận khí tốt mà thôi. Trương Huyền cũng không giải thích, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Nghiêu Sơn có chơi có chịu, hai thần tệ. Được, vẻ mặt Nhiêu Sơn lúc đỏ lúc trắng, cắn răng, từ trong ngực lấy ra hai thần tệ đưa tới. Ở đây mấy chục năm, cũng coi như là nhân vật có mặt mũi, thua quyệt nợ, về sau đoán chừng lăn lộn không nổi. Có dám tiếp tục cược hay không? Thấy vòng tròn lần nữa dừng lại, ẩn giấu ở trong sương mù, Nhiêu Sơn hỏi. Được thôi, Trương Huyền mỉm cười. Ta cược số 57, phạm vi ở trong 10 số. Nhiêu Sơn nói: "Giống như vừa rồi, vẫn là hai thần tệ." Cược. Trương Huyền cười cười, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã. "Đi qua, mua số 95." "Vâng, lão sư." Triệu Nhã đi ra phía trước mua số. Nhiêu Sơn dừng lại một chút, đồng dạng tìm người mua số. Một lát sau, dãy số xuất hiện. 95. Nhiêu Sơn nắm tóc. Hắn tính toán hai lần, đều kém rất xa, đối phương mua hai lần đều trúng đến cùng làm sao làm được. Không phải ngẫu nhiên sao? Chẳng lẽ cái đồ chơi này cũng có thể tính ra? Cắn chặt răng dao hai thần tệ, thân thể Nghiêu Sơn run rẩy, có chút nghi ngờ nhân sinh. Ở đây mấy chục năm, tuyệt đối có thể nhận ra, vị trước mắt này là lần đầu tiên đến, nguyên nhân chính là như vậy, mới đến tìm hắn câu kẻ ngốc, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bị người ta câu lại, trực tiếp tổn thất bốn thần tệ. Quan trọng hơn là, đối phương còn thuận lợi đạt được hai danh ngạch. Có muốn tiếp tục hay không? Thấy vòng tròn lần nữa chuyển động, Trương Huyền tràn đầy vui vẻ nhìn tới. Người này thật tốt, một mực đưa tiền mà nói, không chỉ danh ngạch miễn phí, làm không cẩn thận còn có thể kiếm một ít tiền lời. Không cược nữa, Nhiêu Sơn kém chút khóc lên. Nếu như cược tiếp, đoán chừng hắn vừa mua nhà, chẳng mấy chốc sẽ không còn. Cho dù là hiện tại, một cái nhà vệ sinh cũng đã biến mất run rẩy xong, nhìn kỹ thanh niên trước mắt, tràn đầy khó tin. Chẳng lẽ vị này là thần bài chuyển thế? Hết chương 3761. Chương 3762, ngựa của ta biết rút thưởng. Thần giới có thần bài hay không, hắn không biết, nhưng vị trước mắt này, liên tục hai lần đều đoán đúng, hơn nữa không kém chút nào, coi như không phải cũng không kém nhiều. Cho nên đánh chết hắn cũng không dám tiếp tục cược. Coi như cược, cũng phải chờ đợi xem, phía sau đối phương phỏng đoán chính xác hay không lại nói. Nhìn về phía vòng tròn xoay tròn, trong lòng tính toán một chút, không sai biệt lắm ở chừng 50, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Chỉ thấy hắn tiếp tục quay đầu dặn dò. Vương Dính, đi qua mua số 27. Vâng, sau lưng một nữ hài đi ra ngoài, một lát sau, kết quả xuất hiện, quả nhiên là 27. nghiêu sơn chảy mồ hôi lạnh, may mắn không có cược, nếu không nhà bếp cũng mất. Chỉ là đối phương đến cùng làm sao mua chuẩn như vậy. Một trăm chọn một, không kém chút nào. Vận khí, lần đầu tiên là vận khí, lần thứ hai miễn cưỡng có thể, liên tục ba lần. Vậy không có nửa xu quan hệ gì tới vận khí. Thật ra thì không chỉ hắn khó tin, mấy người triệu nhã cũng bội phục. Quả nhiên lão sư tới nơi nào, cho dù là thần giới có vô số cao thủ, cũng ưu tú như vậy. Phó Sa là một trong tam đại trưởng lão có quyền thế nhất dưới trướng thành chủ Ngô Phương Thanh, quản lý u hồn điện vận chuyển. Rút ra danh ngạch, là thuộc hắn quản lý. Ăn xong cơm trưa, duỗi lưng một cái, định tìm địa phương nghe tiểu khúc. Tuy ở dạ Minh Thành không phải người có quyền thế nhất, cũng không phải thực lực mạnh nhất, nhưng hắn rất thỏa mãn tình huống hiện tại, thần linh thượng phẩm đỉnh phong, dưới một người trên vạn người. Hắn rõ ràng thiên phú của mình, thiên thần khẳng định là không đến được, đã như vậy, cần gì tiêu phí thời gian còn lại không nhiều đi tranh thủ thực lực hư vô mờ mịt còn không bằng qua loa cho xong chuyện trộm đến kiếp phù du thảnh thơi vui vẻ la sinh giúp ta hỏi thăm một chút tiểu liên ở thúy hồng lâu chuẩn bị xong chưa nếu tốt rồi ta nghe hát xong sẽ đi tìm nàng phó sa trưởng lão phân phó nói tiểu liên ở thúy hồng lâu là một nhân tình của hắn bình thường rất hay đi la sinh gật đầu vội vã đi ra ngoài thời gian không dài, vẻ mặt lo lắng trở về. Thế nào? Phó sa trưởng lão sửa sang lại quần áo một chút, hỏi. Bẩm báo trưởng lão, vừa rồi hạ nhân tới báo, ngày hôm nay có người mua sắm danh ngạch đi vào thần sơn, đã liên tục trúng người một lần. La sinh vội nói, liên tục trúng người một lần. Phó sa trưởng lão sững sờ, thân thể đột nhiên dừng lại. Có ý tứ gì, là hắn một người một hơi mua một trăm số, hay là chuyện gì xảy ra? trước đó cũng có không ít thổ hào mua tất cả con số trên bàn như vậy bất luận ra số gì cũng sẽ bị mua được không phải hắn mỗi lần chỉ mua một số nhưng nhiều lần đều chúng thật giống như trận pháp bị hắn khống chế la sinh nói chỉ mua một số còn chúng nhiều lần con mắt phó xa trợn tròn ngươi không có gạt ta là thật hiện tại bên ngoài đã vỡ tổ la sinh nói có kiểm tra trận pháp chưa, không có xảy ra vấn đề chứ? Đã điều tra, tất cả bình thường. Đi qua nhìn một chút. Phó Sa không còn tâm tình nghe hát, vội vã đi tới U Hồn Điện, thời gian không dài liền đến. Lúc này, trước vòng tròn phụ trách rút ra danh ngạch, đã đứng không biết bao nhiêu người. Lại chúng, đã 13 danh ngạch. Đúng vậy, liên tục chúng 13 lần, làm sao làm được? Xem ra danh ngạch còn thừa lại không tới phiên chúng ta. Tất cả mọi người tràn đầy khó tin. Phó sa trưởng lão đi vào trước mặt, nhìn kỹ một cái, phát hiện trận pháp quả thực không có bất cứ vấn đề gì, thanh niên bị tất cả mọi người vây quanh ở trung tâm, cũng không có bất kỳ động tác gì, trái lại hai tay một mực chắp ở sau lưng. Như vậy liền có thể xác định danh ngạch là con số nào, liên tục 13 lần, một lần không sai. Ta tới. Thấy lần thứ 14 sắp mở ra, phó sa trưởng lão kìm nén không được, tung người đi vào đài cao ngón tay điểm một cái, vòng tròn xoay tròn. Trận pháp ánh sáng dập dờn, hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ, không có bất cứ vấn đề gì. Đi mua số 13. Một lát sau, sương mù tán đi, số 13 xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn không kém chút nào. Vị bằng hữu này, người đến cùng là ai? Đây là ý gì? Phó sa trưởng lão kìm nén không được, nhảy xuống đài cao, mang theo tức giận. Vô danh tiểu tốt mà thôi, đi ngang qua nơi đây, mua sắm danh ngạch mà thôi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Đơn thuần mua sắm danh ngạch, có thể trúng 14 bốn lần. Phó sa trưởng lão vẫy tay một cái. Người đâu, đưa vị quý khách này đến phòng ta. Ta cảm thấy cần phải hảo hảo hỏi thăm một phen. Hảo hảo hỏi thăm, làm sao, đường đường u hồn điện, bởi vì ta mỗi lần đều có thể đoán được con số bao nhiêu, thua không nổi. Trương Huyền nhấc mí mắt. Thứ này giống như rút thưởng, cũng không thể bởi vì mỗi lần chúng thưởng, lại muốn bắt người đi. Người ta không làm làm trái quy định sự tình, trận pháp tại nguyên chỗ, cũng khẽ động không có đi động. U hồn điện lấy ra 200 danh ngạch, chính là cho người rút, để biểu hiện công bằng. Một mình ngươi mua đi tất cả danh ngạch, tu luyện giả khác làm sao bây giờ? Sao còn công bằng đáng nói? Phó Sa Trưởng Lão nói. Công bằng, những người này một mực tính toán, chẳng lẽ cũng là vì công bằng? Càng có thật nhiều người cả ngày đắm chìm ở đây, coi đây là nghề nghiệp cũng gọi công bằng. Trương Huyền khoát tay áo. Được rồi, nếu ngươi không nguyện ý ta mua sắm, ta không mua là được, cáo từ. 11 vị thân truyền, thêm vào cha mẹ, Tôn Cường, hết thảy 14 người, hiện tại có được 14 danh ngạch, không cần thiết tiếp tục nữa. Dù sao mục đích của hắn là thần linh chi khí, mà không phải tìm phiền toái. Vừa tới thần giới, vẫn nên khiêm tốn làm chủ chậm đã. Phó xa trưởng lão còn chưa lên tiếng, một lão giả hét lớn một tiếng, ngăn ở phía trước, chính là Nhiêu Sơn trước đó đánh cược thua. Nhận được nhiều danh ngạch như vậy, muốn xoay người rời đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Mọi người nói có đúng hay không? Không sai. Chúng ta cũng là vì rút danh ngạch mà đến, hiện tại ngươi rút đi hết, chúng ta không còn cơ hội, không cho cái thuyết pháp liền đi, nằm mơ. 14 danh ngạch, lấy ra 7 cái phân cho mọi người, đây không tính quá phận chứ. Một mảnh nghị luận ẩm ý, không ít người cười lạnh. Mặc dù không biết vì sao đối phương có thể đoán ra câu trả lời chính xác, nhưng có người dẫn đầu, khẳng định không nguyện ý để hắn dễ dàng rời khỏi như vậy. Trương huyền cao mày, nhìn về phía phó xa trưởng lão. Đây là quy củ của u hồn điện các ngươi, mua sắm danh ngạch, không cho phép người khác thành công. Phó xa trưởng lão sửng sốt. Dĩ nhiên không phải. Bất quá ngươi liên tục trúng 14 lần, ta nghi ngờ dính dáng gian lận. Gian lận, vậy được. Trương Huyền nhìn qua. Ngươi làm cho ta xem một chút. Tất cả mọi người ở đây cũng có thể làm cho ta nhìn, nếu như có thể làm được. Đoán đúng dãy số, ta lấy ra 14 danh ngạch này hiến tặng. Ê! Mọi người nói không ra lời. Nếu như có thể đoán được danh ngạch, đã sớm phát tài, không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Không làm được. Trương Huyền lắc đầu. Vậy thì xấu hổ, cáo từ. Nói xong, Trương Huyền mang các đệ tử theo sát ở sau lưng, đi ra ngoài. Không thể đi. Đám người vây chặt lên. Không cho ta đi cũng được, nếu như ta nhớ không lầm, còn có 16 danh ngạch chưa rút, cùng lắm thì ta ở chỗ này, rút tất cả danh ngạch là được. Trương Huyền ôm hai tay ở trước ngực, trên mặt vui vẻ. Tất cả mọi người giật nảy mình, vừa nghĩ tới hắn thần kỳ, bắt đầu có chút lùi bước không ở nơi này, có lẽ bọn họ còn có thể trúng mấy lần, đợi ở đây, rút đi tất cả danh ngạch, coi như kiên trì cũng là bỏ phí tiền. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, bên cạnh hắn hết thảy chỉ có 14 ngụy thần, rút ra 14 lần đã là cực hạn. Nhiêu Sơn nói, vừa rồi liền chú ý, đối phương hết thảy có 14 người, một người một ngày chỉ có thể rút một lần. Coi như muốn rút, còn có năng lực sao? Đúng vậy, coi như ở đây, cũng không rút được nữa mọi người bừng tỉnh hiểu ra lần nữa ngăn cản chỉ cần không để hắn đi sớm muộn cũng sẽ phun ra một bộ phận danh ngạch dù sao nhiều người như vậy trong đó không thiếu cao thủ đối phương mạnh hơn cũng không dám phản kháng huống chi trong thành phải dựa theo quy củ làm việc đánh nhau hiển nhiên không có khả năng mua không được vị trưởng lão này nếu như ta không nhìn sai quy củ giúp thưởng này không hạn chế chỉ có nhân loại chứ không thèm để ý đám người ngăn Trương Huyền cười một tiếng. Suốt hồi lâu, quy tắc sớm đã rõ ràng. Đương nhiên, Phó Sa trưởng lão gật đầu. Thần giới, không ít thần thú đã có thể biến hóa, hóa thành bộ dáng nhân loại, chỉ hạn chế nhân loại mà nói, đối với thần thú là cực kỳ không công bằng. Cho nên quy tắc rút thưởng không có hạn chế nhân loại hay thần thú. Vậy được, Trương Huyền quay đầu phân Phó Tôn Cường. Người sau sắc mặt quái dị, khóe miệng co giật đi ra ngoài một lát sau, dắt 14 con ngựa đi vào. Đã không cho ta đi, những con ngựa này của ta mới ngụy thần cảnh, cũng cần danh ngạch, để bọn chúng tiến hành rút ra, không quá phận chứ. Trương Huyền khoát tay áo, một con ngựa giống như nghe hiểu lời nói, nhấc chân tiến lên, ở trên mặt đất viết ra số 64, hơn nữa đưa lên một viên thần tệ. Thanh niên trên đài khống chế nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, sau một lúc lâu, mới cầm thần tệ ở trong tay, đặt vào số 64. Vù, trận pháp biến mất, vòng tròn lộ ra kim đồng hồ. Số 64, ngựa cũng có thể cược. U Minh Điện không nói động vật không thể mua, một con ngựa rút ra một cái, hắn cái này có mười mấy con. Toàn bộ rút hết, chẳng phải không còn số nào sao. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người điên rồi. Còn tưởng đối phương có danh ngạch, sẽ không cách nào rút ra, chỉ có thể bị vây ở chỗ này mặc cho mọi người bóc lột nằm mơ cũng không nghĩ đến người ta ngay cả ngựa cũng kéo tới quan trọng là ngựa này cũng có thể lấy tiền có thể đoán đúng dãy số không sai chút nào còn để cho người ta sống hay không chúng ta ngay cả ngựa cũng không bằng thả hắn đi phó sa trưởng lão nghiến răng không thả một lát nữa tất cả danh ngạch thật có thể bị đối phương càn quét sạch sẽ từ khi rút ra danh ngạch còn là lần đầu tiên cảm thấy phiền muộn như vậy. Nội thành phải tuân thủ quy củ, nhưng có đôi khi quy củ quá nhiều cũng để cho người cảm thấy bất đắc dĩ. Hết chương 3762. Chương 3763. Chợ đen. Đa tạ vị trưởng lão này. Thấy hắn đồng ý cho rời đi, Trương Huyền mỉm cười, mang theo mọi người đi mấy bước, vừa muốn rời đại điện, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn qua. A, à, đúng rồi. Giã Minh Thành đã chủ trương công bằng, nơi này lại không cho phép gian lật, vậy nếu có người trào hàng dãy số bản thân tính toán ra, dùng cái này kiếm lời, từ đó rút thành công, có tính làm trái quy tắc hay không? Thuộc về làm trái quy tắc. Phó viễn trưởng lão gật đầu. Bọn cơ hội đều phạm pháp, huống chi loại hành động lừa gạt người này. Nhiều sơn tiền bối này, ở đây luôn trào hàng dãy số bản thân suy tính ra, không tin người có thể tìm người hỏi một chút. Trương Huyền mỉm cười, chỉ nghiêu sơn ở một bên, lần nữa ôm quyền. Cáo từ, nói xong, mặc kệ đối phương thế nào, xoay người rời đi. Tên này thua tiền, như vậy coi như thôi, bản thân cũng lười chú ý, vừa rồi cố ý tìm phiền toái, không cho rời đi. Trương huyền hắn há lại loại tùy ý để cho người ta bắt nạt. Còn cha hắn chào hàng dãy số như thế nào, vô cùng đơn giản, mới vừa rồi cùng mình đánh cược, mấy người mới bị dao động thua sạch, khai ra hắn không khó phó viễn trưởng lão ta nằm mơ cũng không nghĩ đến vị này thù dai như vậy nghiêu sơn giật nảy mình vội vàng muốn giải thích nhưng phó viễn trưởng lão hét lớn một tiếng bắt lại dầm một đám người vây lên tóm lấy đối phương không cần nghĩ tên này khẳng định thảm rồi trước đó chỉ tổn thất một gian vệ sinh một gian nhà bếp hiện tại đoán chừng phòng khách và phòng ngủ cũng mất không tiếp tục để ý bên trong xuất hiện biến cố Đám người Trương Huyền cưỡi ngựa rời U hồn điện, cấp tốc trở về chỗ ở, vòng qua mấy đường phố, xác định không có người theo dõi và chú ý, lúc này mới ngừng lại, bàn giao mọi người. Các ngươi về trước tu luyện, chuẩn bị nghênh đón hành trình Thần Sơn ngày mai, tranh thủ người người đều có thể ở trong đó đột phá đến thần linh cảnh. Mọi người gật đầu, không tiếp tục để ý, Trương Huyền phóng ngựa thay đổi phương hướng, thời gian không dài, biến mất ở cuối con đường. Mọi người cũng không nhiều lời, cấp tốc chạy trở về. Sau khi trở thành thần linh, mới có thể không trở thành vướng víu, nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Sau khi rời mọi người, Trương Huyền một đường đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới trước một kiến trúc không quá cao. Kiến trúc này thoạt nhìn giống như địa phương khác, không có bất kỳ chỗ đặc thù gì, hơn nữa cửa đóng chặt, bên ngoài cũng không có người nào ẩn hiện. Đi tới trước mặt, ngón tay khép lại, ở trên cửa gỗ liên tục gõ 6 lần, 4 dài hai ngắn kẹt kẹt cửa mở một người mù đi ra mời cũng không nhiều lời trương huyền nhấc chân đi vào gian phòng hơi có vẻ u ám đi theo sau lưng người mù tới gian phòng tận cùng bên trong người mù ngừng lại xòe bàn tay ra cổ tay trương huyền khẽ đảo đưa qua một lệnh bài đối phương cầm ở trong tay lục lọi hai cái lúc này mới gật đầu bàn tay đặt ở trên vách tường ông một tiếng kêu khẽ tựa như có trận pháp kích hoạt bức tường biến thành trong suốt, người mù tiến về phía trước một bước, đi vào, Trương Huyền theo sát phía sau. Là cầu thang xuống dưới, xung quanh đen kịt, thấy không rõ phía dưới đến cùng có cái gì, chỉ có thể nhìn thấy trên tảng đá khắc đầy phù văn đặc thù, để cho người ta khó mà phát giác chỗ này tồn tại. Con mắt nửa khép nửa mở, Trương Huyền cũng không nói chuyện, rất nhanh đi đến cuối cầu thang, phía trước xuất hiện một cái thuyền không lớn, trôi lơ lửng ở trên một mạch nước ngầm. Ngồi lên thuyền, chạy ở trong thông đạo đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, một đường tiến lên, cho dù minh lý chi nhãn cũng mất đi hiệu quả, phân biệt không ra đông nam tây bắc. Đại khái nửa canh giờ, thuyền nhỏ nhẹ nhàng đụng một tảng đá ngầm, rơi vào trong đó, lắc lư hai cái, cuối cùng ngừng lại. Đi theo sau lưng người mù, lại dọc theo cầu thang giống như đi lên, tới một cái chợ rộng lớn, bên trong tiếng người huyên náo, không biết bao nhiêu. Chờ ở đây, ta giao dịch xong liền ra. Trương Huyền bàn giao một câu, nhấc chân đi tới đám người. Nơi này chính là chợ đen của Dạ Minh Thành. Tồn tại địa phương có quy tắc, tự nhiên là có địa phương không quy tắc. Cái chợ đen này đúng là như thế. Trước đó Sơn Tặc nhất phân trần kia, thường xuyên cướp được bảo vật, ở đây bán ra, thư tịch trong chữ vật giới chỉ tỉ mỉ ghi lại phương pháp làm sao tiến vào, cho nên nhìn một lần, liền triệt để rõ ràng. Ở đây, có thể mua được tất cả đồ vật muốn mua, cũng có thể bán ra người muốn bán bảo bối gì cũng được, chỉ bất quá giá cả không như bán công khai mà thôi. Người quản lý chợ đen là một nữ tử thoạt nhìn yêu diễm, chừng 30 tuổi, một thân nước hoa nồng đậm, có chút gai mũi, trên cổ thêu một đóa hoa hồng đỏ thấm, gai nhọn mang theo sắc bén. Vị tiểu ca này rất lạ mặt a. À. Khuôn mặt tiến tới, nữ tử yêu diễm mị nhãn như tơ. Lạ mặt liền không buôn bán. Trương Huyền hỏi, dĩ nhiên không phải. Nữ tử yêu diễm vặn vẹo vòng eo, từ trong quầy đi ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không biết vị tiểu ca này muốn buôn bán cái gì, chúng ta nơi này, cái gì cũng có thể mua được, kể cả ta. Nói xong cố ý ở trên mặt Trương Huyền thổi một hơi. Không để ý tới nàng dụ dỗ, ngón tay gõ mặt bàn, Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Ta muốn máu của ma dương thú, không biết nơi này có khả năng tìm tới không? Đã chiếm được thanh thú cổ thảo, hiện tại cần tìm máu của ma dương thú, mới có thể nghĩ biện pháp để lực lượng linh hồn tăng lên. Máu của ma dương thú, ma dương thú, là thần thú thiên thần hạ phẩm, máu của nó không dễ tìm như vậy. Nữ tử yêu diễm nhíu mày, nghi ngờ nhìn qua. Thần thú thiên thần hạ phẩm, phần lớn đã biến hóa, nắm giữ thân thể giống như nhân loại, muốn bắt rất khó, chứa nói chi là đạt được huyết dịch. Vậy được, ta đi tìm người khác. Trương Huyền đứng dậy, xoay người rời đi ha ha, không nên gấp gáp. Vội vàng đi tới trước mặt, nữ tử yêu diễm ngăn đường đi. Ta chỉ nói không dễ tìm, chứ không nói tìm không thấy. Ta muốn một lít. Trương Huyền nhìn qua. Nhiều như vậy. Nữ tử yêu diễm sửng sốt, nhịn không được cau mày. Huyết dịch thần thú thiên thần cảnh giá trị rất cao, nếu ngươi mua sắm, chắc hẳn đã hỏi thăm rõ ràng. Ta cũng không nói nhảm nhiều, một lít huyết dịch, ba ngàn thần tệ. Ba ngàn, Trương huyền cao mày, cái giá tiền này có chút không đúng nha. Từ trong tay nhất phân trần được thần tệ, cộng lại tổng cộng chỉ khoảng 600, cách 3.000 còn kém không biết bao nhiêu. Máu của ma dương thú đắt như vậy. Tuy không biết huyết dịch thần thú thiên thần cảnh đến cùng đáng giá như thế nào, nhưng đối phương khẳng định là báo cao, hơn nữa vượt xa giá thị trường. Ở chợ đen mua sắm đồ vật, sẽ không lưu lại dấu vết, có thể miễn trừ không ít phiền phức, nguyên nhân chính là như vậy hắn mới không đi thương điếm chính quy trong thành hỏi thăm. Huyết dịch thần thú thiên thần cảnh, không phải dễ dàng được như vậy, ba ngàn thần tệ đã không cao. Lại nói, người cũng rõ ràng, nữ nhân giống như ta, sinh hoạt ở địa phương u ám, người không nhận ra. Lại không kiếm nhiều một chút, về sau làm sao gả ra ngoài. Vây quanh trương huyền dạo qua một vòng, nữ tử yêu diếm cười một tiếng. Nếu không, vị tiểu ca này, người cưới ta, ta giảm giá cho ngươi. 600 thần tệ, cộng thêm một lời khuyên. Không để ý tới đối phương, Trương Huyền nâng đầu lên. 600 thần tệ, ngươi tới phá quán. Nữ tử yêu diễm sầm mặt lại, tiếng nói kết thúc, lập tức từ bốn phía thoát ra mấy trung niên áo đen, mỗi một cái đều khí thức sôi trào, đạt đến thần linh trung phẩm. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta sẽ không đập phá quán, cũng khinh thường đập danh dự của ngươi. Trương Huyền thản nhiên nói. Bởi vì lòng đất âm hàn ướt lạnh, hơn nữa linh khí không đủ có phải ngươi một mực dùng khứ thấp đan giải quyết khí ẩm trong cơ thể duy trì bản thân thanh xuân mỹ lệ hay không phải thì như thế nào nữ tử yêu diếm cười nhạo sinh hoạt dưới đất cả ngày không gặp được mặt trời dùng khứ thấp đan nhiều người lắm không sao cả nhưng người khác có thể dùng người dùng lại không thể không có đoán sai dưới cổ tính cả ngực của ngươi mọc đầy mụn nước màu đỏ một mực không cách nào khô trừ a trương huyền nói người nghe ai nói nữ tử yêu diễm biến sắc lông mày nâng lên đối phương nói không sai trên người nàng quả thực mọc đầy mụn nước hơn nữa có mùi vị khác thường lúc này mới mỗi ngày phun nước hoa nồng đậm còn ở trên làn da thoa màu đỏ thấm hoa hồng che chắn màu sắc mụn nước không cần nghe ai nói một cái liền có thể nhìn ra chắp hai tay sau lưng trương huyền mang theo lãnh đạm thân là nữ tử tu luyện pháp quyết âm thuộc tính triều thủy hàn lưu công bộ công pháp này cần hấp thu lực lượng âm thuộc tính trong thủy triều và khí lạnh, khí ẩm trong cơ thể vốn nặng, dùng khứ thấp đan khu trừ, bên ngoài là khu trừ tai họa ngầm khi sinh hoạt ở dưới lòng đất, trên thực tế bộ phận tinh hoa của công lực cũng rơi mất. Công pháp mất đi hơn phân nửa hiệu lực, lại thêm hoàn cảnh nơi này, xuất hiện mụn nước chỉ là phản ứng đơn giản nhất, thời gian lâu dài, cơ bắp sẽ thối giữa, thậm chí tu luyện càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng đình trệ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Người hù ta, thì thì ta không phải hù lớn. nữ tử yêu diễm sửng sốt một chút, hít mắt lại. dù đối phương nói rất nhiều địa phương đều đúng, bao quát công pháp của nàng, cùng với biến hóa trong thân thể, nhưng nàng không tin tưởng, chỉ dùng khứ thấp đan, liền có thể để nàng xuất hiện loại tình huống này. mấu chốt nhất là bản thân không phát giác gì. người đương nhiên không phải hù lớn. trương huyền tiếp tục nói, đơn thuần khứ thấp đan, quả thực không cách nào sinh ra ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu như phối hợp thêm trận pháp che giấu đặc thù của chợ đen thì sao không có đoán sai chỗ ở của ngươi hẳn là phía tây nam a nữ tử yêu diếm cau mày không để ý tới nét mặt của nàng trương huyền tiếp tục nói mặt trời mọc đông bắc lặn tây nam mặt trời mọc dương khí mới sinh mặt trời lặn âm môn mở ra phía tây nam chính là chỗ âm dương luân phiên vị trí khác vạn vật sinh trưởng sinh cơ bừng bừng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng chỗ âm môn lại khác biệt. Đổi lại những công pháp khác thì thôi, nhưng người tu luyện là công pháp âm thuộc tính, dưới tình huống bình thường, tu luyện hẳn là một ngày ngàn dặm, đáng tiếc khứ thấp đan có thể khô trừ khí ẩm, nhưng trong đó ẩn chứa dương tính, dùng lâu dài, âm dương hỗn loạn, sinh ra mụn nước đã là chứng bệnh nhẹ nhất. Hết chương 3763 chương 3764 Mỹ Dung Đan Cái này Nữ tử yêu diễm nói không ra lời, nếu như nói trước đó, còn cho rằng đối phương ăn nói lung tung, bây giờ nghe được cái này, nàng không khỏi trần chờ. Chỗ ở của nàng, quả thực là ở phương hướng Tây Nam, tới gần sông ngầm, vốn nghĩ thích hợp tu luyện, càng dễ hấp thu hơi ẩm, âm khí trong nước để bản thân sử dụng, hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ thật giống như đối phương nói, là bởi vì dùng đan dược, hơn nữa ở phương hướng Tây Nam gây nên. Không tin, Trương Huyền lần nữa nhìn qua. Trận pháp ẩn tàng cung điện này là dựa vào dòng nước khởi động mang theo thuộc tính âm. Chỉ có loại trận pháp này mới có thể che lại thần thức của cường giả thiên thần cảnh thăm dò. Phía tây nam chính là căn nguyên âm khí của trận pháp, quanh năm sinh hoạt ở trong đó, không ra vấn đề cũng khó có khả năng. Ta là mọc ra chút đồ vật không nên mọc, nhưng ngươi nói chưa chắc là đúng, trừ khi. Nữ tử yêu diễm vung tay, để bốn trung niên lui xuống, lúc này mới lần nữa nhìn qua. Ngươi có biện pháp để cho mụn nhọt trên người ta biến mất. Ta sẽ dựa theo giá cả ngươi nói, bán máu của ma dương thú cho ngươi. Chuyện này có khó khăn gì? Trương Huyền nhìn qua. Cho ta 10 bình thần nguyên đan. Thần nguyên đan, 10 bình. Nữ tử yêu diễm nghi hoặc thần giới linh khí suy yếu, thần nguyên đan liền lộ ra vô cùng chân quý. 10 bình, đường đường chợ đen, tự nhiên có thể nhẹ nhõm lấy ra, nhưng đối với nàng mà nói, tuyệt đối không phải một con số nhỏ không sai, muốn triệt để giải quyết vấn đề trên người ngươi, phải vứt bỏ một vài thứ, đừng nhìn thần nguyên đan chỉ là dược vật giúp người tăng cao tu vi, nhưng chỉ cần phối hợp tốt, đồng dạng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Đương nhiên, không nỡ bỏ thì thôi, coi như ta chưa nói, ba ngàn thần tệ, mặc dù hơi khó chấp nhận, nhưng dựa vào thủ đoạn của ta, muốn có được hẳn sẽ không quá khó. Bàn tay vẫy một cái, Trương Huyền không nói thêm lời. Tốt, nếu như không giải quyết được vấn đề trên người ta, biết ngươi đang gạt ta, ngày hôm nay ngươi cũng không cần rời đi. Hừ một tiếng, nữ tử yêu diễm vẫy tay một cái. Dạ Minh Thành tuân thủ quy củ không sai, nhưng nơi này không có bất kỳ quy củ gì, giết ngươi, cũng không có người phát giác, cũng không người tìm được. Hai tay Trương Huyền ôm ở trước ngực, không thèm để ý đối phương uy hiếp. Thời gian không dài, 10 bình thần nguyên đan hạ phẩm được đưa đến trước mặt. Ta cần một tĩnh thất, Luyện chế những thuốc này thành đồ vật có thể giải quyết tai họa ngầm trên thân thể ngươi." Trương Huyền nói. Nữ tử yêu diễm lạnh lùng liếc mắt nhìn, không nói thêm lời, thời gian không dài, Trương Huyền được mang tới trước một gian phòng, đẩy cửa đi vào, tiện tay bố trí mấy trận pháp ngăn cách thăm dò. Lúc này mới lần nữa lấy 10 bình thần nguyên đan ra. Tùy ý đổ ra một viên, ngón tay điểm một cái, một đạo thiên đạo chân khí rót vào trong đó. Vấn đề của đối phương Người khác giải quyết rất khó, nhưng đối với hắn mà nói, không tính là gì, một tia thiên đạo chân khí là có thể giải quyết. Còn những thần nguyên đan này, đương nhiên là vì mình chuẩn bị rồi. Muốn nhanh chóng đột phá, loại đồ vật ẩn chứa linh khí tinh thuần này ắt không thể thiếu, không thừa dịp hiện tại lừa gạt chút, chẳng phải thua lỗ sao? Dù sao mở chợ đen, khẳng định đã làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, từ trong tay nàng lừa vài thứ, thật không có lòng ái náy. Cất đi đan dược còn lại, ở trong tính thất đợi một phút, lúc này mới vận chuyển phù lục ngụy trang, vẻ mặt trắng bệch ra khỏi phòng. Ăn viên đan dược này vào. Thấy nữ tử yêu giếm canh giữ ở cửa, không có rời khỏi, Trương Huyền đưa dược vật tới. Mười bình thần nguyên đan, chỉ luyện chế ra một viên. Ánh mắt nữ tử yêu giếm lộ ra vẻ ngờ vực. Một bình thần nguyên đan là mười viên, mười bình chính là một trăm viên. Chỉ lấy ra một viên. Hơn nữa hình dáng không có biến hóa chút nào, chơi ta sao? Thử một chút có hiệu quả hay không liền biết. Trương Huyền mỉm cười, kiểm tra một chút, phát hiện đan dược không có độc, nữ tử yêu diễm nuốt xuống, một lát sau, ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn hoa hồng trên cổ, đồng thời xé quần áo, tiếp tục nhìn xuống dưới. Ánh mắt sáng lên, thân thể không ngừng run rẩy. Đối phương nói không sai, thuốc này quả nhiên có hiệu quả, vừa nuốt vào không đến 2 phút mụn nước quấy nhiễu nàng hơn 2 năm vậy mà hoàn toàn biến mất. Trước đó trong người khó chịu cũng hoàn toàn khôi phục. Thuốc này không khỏi quá thần kỳ đi. Ngươi, nữ tử yêu diễm nhìn qua, không còn nghi ngờ mà là khiếp sợ nồng đậm. Từ sau khi mụn nước xuất hiện, nàng dùng không biết bao nhiêu dược vật, cũng mời rất nhiều y sư dò xét, cuối cùng đều không có biện pháp gì. Lúc này mới bất đắc dĩ vẩy nước hoa, xăm hình che giấu. Nằm mộng cũng nghĩ không ra đối phương chỉ nhìn một cái liền biết, một viên đan dược có thể triệt để chữa khỏi. Thật là đáng sợ. Lão đại, da của ngươi, thật giống như tốt hơn trước đó. Một trung niên áo đen đi tới nói. Nữ tử yêu diễm sững sờ, lấy ra một cái kính nhìn sang, vừa nhìn một cái, con mắt trợn tròn. Trước đó bị mụn nước ăn mòn, làn da đã có chút thô giáp, hết cách rồi, chỉ có thể đánh phấn lót thật dày, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ăn viên đan dược kia, không chỉ khu trừ mụn nước, làn da còn nhẵn bóng, phảng phất như trong nháy mắt trẻ bảy tám tuổi. Thuốc này thần kỳ như vậy, thuốc này của ngươi còn nữa không? Nữ tử yêu diễm nhịn không được nhìn qua. Tuy mụn nước trên người nàng đã biến mất, nhưng không xác định còn có thể xuất hiện hay không. Ngộ nhỡ lại xuất hiện, không còn thuốc, nên làm cái gì? Lại nói nữ nhân, xem mỹ lệ còn quan trọng hơn sinh mệnh. Không nói trị liệu mụn nước. Chỉ nói để cho làn da người ta nhẵn bóng, chỉ cái này liền có thể để vô số người điên cuồng. Ta tiêu hao nửa cái mạng mới luyện chế thành công một viên, nếu như còn muốn, cần thêm 10 bình thần nguyên đan." Trương Huyền nói. Một nước của đối phương là âm dương không cân đối đưa đến, thiên đạo chân khí của hắn có thể khơi thông trợ giúp trị liệu, hắn biết rõ. Nhưng làn da trắng bóng, hơn nữa dung mạo trẻ hơn, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sau khi Thiên đạo chân khí biến thành thiên nhược hữu tình chân khí, không chỉ sức chiến đấu tăng cường, công hiệu cũng càng thêm cường đại. Nữ hài bình thường, được tình cảm tưới nhuần, cũng sẽ trở nên mặt mày tỏa sáng, dung nhan càng thêm mỹ lệ, có phải thiên nhược hữu tình của ta tương đương với thiên đạo chân khí gia nhập tình cảm, đối với dung mạo của nữ tử nắm giữ hiệu quả cực lớn hay không? Một ý nghĩ xông ra. Tình cảm có thể để cho nam nhân càng thêm có lực lượng, làm việc càng thêm có động lực cũng có thể để nữ nhân càng thêm mỹ lệ, cũng chính là tình cảm tưới nhuần. Sau khi lĩnh ngộ công pháp thiên nhược hữu tình, thiên đạo chân khí trở nên càng thêm tinh thuần, vốn cho rằng giống như chân khí trước đó, không nghĩ tới còn có hiệu quả khác. Người chờ một lát, nữ tử yêu diễm xoay người đi ra ngoài, thời gian không dài, lần nữa mang đến 10 bình thần nguyên đan. Hiện tại ta liền đi luyện chế. Trương Huyền xoay người đi trở về phòng. Đồng dạng qua một phút mới đi ra, vẻ mặt càng trắng hơn, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống, chết ngay tại chỗ. Nhận lấy đan dược, nữ tử yêu diễm nghiên cứu một lần, Thủy Trung không có phát hiện khác thần nguyên đan bình thường chỗ nào, lúc này mới xoay người dặn dò một tiếng. Thời gian không dài, một nữ tử trung niên đi vào trước mặt. Thực lực cũng là thần linh trung phẩm, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, trên thực tế không ít địa phương đã có ra đồi mồi, làn da cũng hiện ra màu xám cho chỉ sợ số tuổi thật sự không dưới bảy tám mươi tuổi. Nhìn qua thư tịch mà nhất phân trần lưu lại, Trương Huyền cũng có lý giải nhất định với tuổi thọ của thần linh. Khi linh khí chưa suy yếu, thần linh bình thường, tuổi thọ có thể đạt tới 150 trở lên, mà bây giờ 80 chính là đại nạn. Còn ngụy thần, có thể sống đến 60, coi như là thọ. Muốn tuổi thọ có đại đột phá, cần sung kích thiên thần. Cường giả thiên thần, tuổi thọ sẽ đạt tới 1.000. Còn thần vương, có một vạn tuổi. Thần vương phong hào, ít nhất có thể sống 10 vạn tuổi trở lên. Đến đế quân cảnh. Chín đại đế quân, từ khi thần giới có lịch sử đến nay vẫn tồn tại, ở trong mắt mọi người, đều là bất tử bất diệt. Ăn viên đan dược này vào. Nữ tử yêu diễm nói. Nữ tử kia cũng không nhiều lời, há miệng nuốt xuống. Một lát sau, dung mạo quả nhiên có thay đổi, ra đồi mồi biến mất, trước đó khuôn mặt màu xám cho, lần nữa trở nên mặt mày tỏa sáng, tựa như trẻ mấy chục tuổi, chân chính biến thành hình dáng hơn 30. Cái này, trung niên nữ tử nhìn mình trong gương, tràn đầy khó tin. Thân giới, mặc dù có vô số cao thủ, nhưng vẫn không có dược vật làm đẹp, mặc dù có, cũng chỉ là thay đổi dung mạo một chút, không có khả năng có biến hóa lớn như thế. Vừa rồi viên đan dược kia, quả thực giống như khởi tử hồi sinh. Quả nhiên có hiệu quả, ha ha, xem ra về sau không cần mở chợ đen cũng có thể kiếm tiền lần nữa nhìn về phía trương huyền nữ tử yêu diễm tràn đầy vẻ hưng phấn không biết vị tiểu ca này xưng hô như thế nào trước đó chỉ là giao dịch không biết tên cũng không sao mọi người chẳng mấy chốc sẽ tách ra cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ bây giờ thì khác hoàn toàn là túi tiền lớn trương huyền trương huyền gật đầu tại hà tề linh nhi người luyện chế loại thuốc này có hiệu quả làm đẹp không bằng người ta kết hội bán ra, người phụ trách luyện chế, ta phụ trách bán, lấy được lợi nhuận, phân chia 5 năm được không? Tề Linh Nhi nói, 5 năm, có thể. Trương Huyền gật đầu, đối phương phụ trách con đường và tiêu thụ, bản thân luyện chế đan dược cũng rất đơn giản, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì đến lúc đó để Tôn Cường tiếp nhận là được, dù sao hắn làm ăn mạnh hơn mình rất nhiều. Vậy là tốt rồi, người nghĩ biện pháp giúp ta luyện chế 10 viên, mấy ngày nay ta thứ ở trong dạ minh thành khai hỏa bảng hiệu mắt tề linh nhi sáng lên gật đầu dựa vào thân phận một nữ nhân có thể chống lên chợ đen nhất định có con đường và phương pháp của mình ta cần đủ thần nguyên đan mới có thể luyện chế trương huyền nói tốt chẳng qua thần nguyên đan có thể tính ở trong chi phí dường như biết ý nghĩ của hắn tề linh nhi cười một viên thần nguyên đan đối ứng một viên thần tệ mười bình chi phí là một trăm thần tệ. được. trương huyền gật đầu đáp ứng. hết chương ba nghìn bảy trăm sáu mươi bốn. chương ba nghìn bảy trăm sáu mươi huyết mạch đế quân. thần nguyên đan hạ phẩm dưới thiên thần cảnh có thể sử dụng. trương huyền cách thiên thần khá xa, nhu cầu khẳng định cực lớn. lại thêm sau lưng còn có nhiều người như vậy, tự nhiên càng nhiều càng tốt. vậy là tốt rồi. nói cho lão diệp, thần nguyên đan trong tay hắn, ta muốn tất cả. Thấy hắn đồng ý, Tề Linh Nhi quay đầu dặn dò một câu, một trung niên gật đầu lui ra ngoài. Thời gian không dài, mang đến một chữ vật giới chỉ. Lão đại, đây là tất cả thần nguyên đan của hắn, hết thảy 1.300 viên, nếu như cần, hắn sẽ lại nghĩ biện pháp. Ừm, liếc mắt nhìn, Tề Linh Nhi cong ngón tay búng một cái, nhẫn bay tới lòng bàn tay của Trương Huyền. Đây là 1.300 viên, ta muốn 13 viên thuốc, bây giờ chuẩn bị đi. Không vội, nhìn thân thể ngươi suy yếu, trong 10 ngày cho ta là được. Không cần, ngươi tại đây sau đó, ta một lát nữa liền cho ngươi. Trương Huyền kéo lấy thân thể thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống, đi vào gian phòng, một phút sau, lần nữa đi ra, đưa tới hai bình ngọc. Lúc này hình dáng lộ ra càng thêm chật vật, vẻ mặt trắng bệch, khóe môi chảy ra vết máu, thân thể lay động lợi hại, rõ ràng thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất mà chết nhưng hết lần này tới lần khác kiên trì được. Đây là 20 viên. Tề Linh Nhi mở ra bình ngọc liếc mắt nhìn, không khỏi sững sờ. Trước đó đều là 100 viên thành một viên, vốn cho rằng lần này được 13 viên đã không tệ, không nghĩ tới nhiều ra 7 viên. Lần này đan dược nhiều, vận khí tốt, cho nên số lượng nhiều hơn một chút. Trương Huyền uể oải. Tốt, đây là một tấm thẻ thần tệ thông dụng toàn bộ thần giới, dược vật bán đi lấy được lợi nhuận, sẽ chuyển khoản vào bên trong, giống như trước đó ước định, lợi nhuận chia 5 năm. Tề Linh Nhi đưa tới một cái thẻ. Trương Huyền nhận lấy, biết thứ này chân quý không dưới chữ vật giới chỉ, lúc này thỏa mãn gật đầu. Máu của ma dương thú. Thú huyết, người khả năng còn cần chờ thêm một ngày, hiện nay chỗ ta không có, cần từ chợ đen khác điều hàng, nhanh nhất cũng phải một ngày mới có thể đến. Tề Linh Nhi mỉm cười. Yên tâm, nếu người ta hợp tác, đồ vật khẳng định không thiếu được còn tiền thì không cần cho ta từ trong lợi nhuận khấu trừ là được trương huyền lên tiếng vậy ta liền cáo từ nói xong cũng không ở lại đi ra ngoài tìm người mù lần nữa trở lại thuyền hắn vừa đi phụ nhân biến trẻ tuổi ở bên cạnh tề linh nhi nói tiểu thư nếu tên này có thể làm ra đan dược lợi hại như vậy sao không trực tiếp bắt giam lấy đan phương tới không được sao sao phải cho hắn lợi nhuận nguyên liệu bán ra khách hàng đều là của nàng đối phương chỉ giúp luyện chế dựa vào cái gì được lợi nhuận cao như vậy dù sao nơi này là địa phương dạ minh thành quản lý không được bắt đối phương không tin không giao đan phương vừa rồi hắn luyện đan có phải tiêu hao rất lớn thương thế rất nặng hay không tề linh nhi không có trả lời mà hỏi ngược lại vâng ta lặng lẽ dò xét cảm giác sinh cơ toàn thân đều hứng chịu tổn hại bà lão gật đầu nói tuy luyện chế loại thuốc này, tổn thương thân thể người tương đối lớn, nhưng chỉ cần giá cả phong phú, khẳng định có không ít luyện đan sư nguyện ý dâng hiến. Chỉ cần tiền đủ, dù biết rõ tuổi thọ tổn hao nhiều, vẫn sẽ có không ít người đổ xô tới. Cái này chính là sinh hoạt. Hắn bị thương là giả. Tề Linh Nhi lắc đầu. Giả. Bà lão xứng sờ. Không sai, thương thế trên thân thể của hắn thoạt nhìn rất rõ ràng, hơn nữa khi tức suy yếu, nhưng linh hồn lại cực kỳ mượt mà, không có vấn đề chút nào. Chứng minh căn bản không có bị thương. Tề Linh Nhi lắc đầu. Đương nhiên, hắn chỉ là thần linh hạ phẩm, có tổn thương hay không đều không quan trọng, nhưng hắn dùng chính là giấy thông hành của Nhất Phân Trần, mà Nhất Phân Trần tối hôm qua bị một gia hỏa không biết tên diệt cả ổ. Nghe nói một đối một chiến đấu, không có chặn được đối phương một chiêu. Mà đối thủ, chính là thanh niên này. Tiểu thư ý là, mặc dù tên này là thần linh hạ phẩm nhưng lại có thực lực thần linh trung phẩm đỉnh phong cũng khó mà chống lại bà lão sững sờ vội vàng nhìn qua chẳng lẽ huyết mạch cực kỳ cường đại đẳng cấp giữa các thần linh cực kỳ nghiêm ngặt cơ bản không có khả năng vượt cấp khiêu chiến muốn làm được điểm ấy chỉ có hai loại khả năng thứ nhất siêu cấp thiên tài giống như thiên túng đại đế có được thiên phú phi phàm loại người này có thể đánh vỡ gông xiềng vượt qua tổ tiên đi đến cảnh giới cao hơn bất quá số lượng cực kỳ ít, hơn nữa rất nhiều đều ở tuổi còn trẻ liền có thực lực phi phàm. Thứ hai, huyết mạch mạnh mẽ, tỉ như long tộc, phượng tộc cùng với một ít thần thú đặc thù. Vị trước mắt này, đã hơn 20 tuổi mới thần linh hạ phẩm, thiên tài không có khả năng kém như vậy, trừ khi có huyết mạch cực mạnh. Rất nhiều thần thú lợi hại, trước khi biến hóa tu vi đều sẽ không quá cao. Cường đại hay không, thử một chút thì biết. Tề Linh Nhi cũng không nói chuyện đứng tại chỗ chờ một lát một trung niên áo đen đến trước mặt đưa tới một cái bình nhận lấy cái bình tề linh nhi cười một tiếng nói trong này là máu tươi mà vừa rồi hắn luyện đan vì ngụy trang phun ra tuy đã khô nhưng kiểm tra nồng độ máu còn có thể làm được bà lão nghi ngờ nhìn qua tề linh nhi nói nhen nhóm huyết dịch mượn lực lượng linh hồn tế bái thiên thần thần vương thần vương phong hào mà u hồn điện cung phụng chỉ cần anh linh bất diệt lực lượng huyết mạch sẽ ở dưới năng lực trưởng khống của bọn hắn. Nhưng nếu tiêu diệt, chứng minh huyết mạch còn tinh khiết hơn bọn hắn. Loại người này, sau lưng khẳng định có thế lực to lớn, dám động hắn, chính là tự tìm cái chết. Đương nhiên, nếu như huyết mạch thấp, ta cho hắn tấm thẻ kia ẩn chứa một đạo ấn ký đặc thù, bằng vào năng lực của chúng ta, tìm tới không khó, đến lúc đó muốn chém muốn giết, còn không phải chuyện một câu nói. Vâng, bà lão giật mình, Lần nữa nhìn về phía tề Linh Nhi tràn đầy khâm phục. Không hổ tuổi còn trẻ liền có thể trưởng khống chợ đen lớn như vậy, quả nhiên không giống bình thường. Hai người làm ra quyết định, thay đổi quần áo trang phục, rất nhanh rời khỏi chợ đen, một canh giờ sau, đến U Hồn Điện trước đó trương huyền đi. Cũng không biết là có phương pháp đặc thù hay quan hệ, chỉ chốc lát đã đi vào một gian phòng kín mít, bên trong trưng bày từng hàng bài vị. Đều là cường giả thanh danh hiển hách của U Hồn Thiên. Chỉ bất quá đều đã qua đời, bởi vì thỉnh thoảng có người tới tế bái, cho nên mỗi bài vị đều cực kỳ sạch sẽ, không có chút cho bụi. Chính giữa gian phòng là cái ao đỏ như máu, bên trong không biết là cái gì lăn lộn, sinh ra lực lượng khiến người ta run sợ. Bắt đầu đi. Tề Linh Nhi gật đầu, bàn tay run lên, bình ngọc bay đi, mang theo huyết dịch rơi vào trong hồ nước. Xì 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 xì. Huyết dịch nhất thời thiêu đốt lên, ao nước cảm nhận được cỗ lực lượng này sinh ra lực áp bách to lớn. Vù, trên ao nước, hư ảnh một trung niên mặc khôi giáp lao đến, tay cầm trường kiếm, bỗng nhiên đâm về phía huyết dịch. Là anh linh của ô giang thiên thần. Tề Linh Nhi nhận ra được, ô giang thiên thần cũng không phải người giả minh thành, nhưng ở u hồn thiên danh khí rất lớn, ở trong lần linh khí chiều đầu tiên lập công lao hiển hách, cho dù bỏ mình vẫn chém giết mấy cường giả cùng cấp bậc. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có tư cách dựa vào thân phận thiên thần, tiến vào U Minh Điện nhận tế bái, có tư cách hơn mượn U Minh chỉ hội tụ anh Linh. Ngay thời điểm trường kiếm sắp rơi vào trên huyết dịch, một hư ảnh ở trong máu bất ngờ toát ra, chính là thanh niên trước đó. Lúc này hai mắt thanh niên nhắm nghiền, dường như không biết tới nơi nào, cũng không biết bản thân là ai. Không nhìn trường kiếm đối phương đâm tới, mà con mắt đóng lại không nhúc nhích, trong miệng không ngừng tỏa ra sóng âm đặc thù nào đó. Nghe được sóng âm, anh linh ô giang thiên thần sửng sốt một chút, cứng ngắc tại nguyên chỗ, một lát sau, thân thể mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Đây là, hạ bái. Đồng tử của tề linh nhi co rụt lại, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy. Chẳng lẽ, trong cơ thể hắn nắm giữ huyết mạch thần vương, có thể để cho thiên thần hạ bái, chỉ có một khả năng, đó chính là đẳng cấp huyết mạch cao hơn đối phương. Huyết mạch còn cường đại hơn thiên thần, cũng chỉ có. Thần vương thành chủ mạnh nhất giả minh thành cũng chẳng qua là thiên thần hạ phẩm trong cơ thể tên này nắm giữ huyết mạch có thể so với thần vương chẳng phải cho thấy về sau có cơ hội trở thành cường giả thần vương hô ô giang thiên thần vừa quỳ xuống ao nước lần nữa lay động thời gian nháy mắt lại một hư ảnh hiện ra trên đầu mang theo vương miện tay cầm trường thương khí tức đỉnh thiên lập địa là niết hỏa thần vương sự tích của vị thần vương này ta chuyên môn nhìn qua một thương chiến bát phương ba đại thần vương cùng cấp bậc đều bị chém giết mạnh mẽ vô song nếu như bây giờ còn sống vô cùng có khả năng đã phong hào tề linh nhi siết chặt nắm đấm nói trong lời nói hư ảnh thần vương đi về phía thanh niên đồng dạng đâm tới một thương vốn cho rằng vị này sẽ thôn vệ hư ảnh thanh niên lớn mạnh bản thân không nghĩ tới trường thương còn chưa tới trước mặt đã giống như ô giang thiên thần quỳ dạp xuống đất giống như một học sinh nghe lời thân thể tề linh nhi run rẩy Thần Vương cũng thần phục, không dám chống lại. Tên này đến cùng có huyết mạch gì? Veo. Chất lỏng màu đỏ như máu lần nữa lay động, lại có hư ảnh xông ra. Ngân Trụ Ngân Giáp, tay cầm song tiên, cơ bắp bạo khởi, lực lượng kinh người. Là Thần Vương Phong Hào Nam cung bình. Tề Linh Nhi thở nhẹ. Thần Vương Phong Hào, mỗi người đều có 10 vạn năm tuổi thọ, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không vẫn lạc, nhưng cũng có ngoại lệ vị nam công bình này, ở 40 năm trước bị thiên túng đại đế một chỉ đánh tan thân hình, tử vong tại chỗ. Tuy bị một chỉ đánh giết, nhưng không đại biểu thực lực không mạnh, chỉ cần là phong hào, dưới tình huống bình thường đều không kém nhiều, lúc này hắn xuất hiện. Hư ảnh thanh niên này hẳn không chịu nổi. Song tiên phi dương, rất nhanh đánh về phía hư ảnh thanh niên. Sau một khắc, lại giống như ô giang thiên thần, nhiết hỏa thần vương, đầu gối mềm nhũn quỷ dạp xuống đất. Thần Vương Phong Hào quỳ lạy, chẳng lẽ là Tề Linh Nhi và bà lão không ngừng run rẩy, vẻ mặt trắng bệch. Huyết mạch đế quân. Hết chương 3765. Chương 3766. Lạc Vân Sơn cốc. Đế quân là tồn tại đỉnh phong nhất trong thiên địa, đứng ở đỉnh phong kim tự tháp của sinh mệnh. Mỗi một cái đều nắm giữ lực lượng thiên địa, thần giới đều theo ý niệm của bọn hắn vận chuyển, không người có thể chống lại. Vừa rồi tên kia, trong cơ thể lại có huyết mạch của loại cường giả này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể sai lầm hay không? Càn Khôn Ma Quân bệ hạ của U Hồn Thiên ta không có dòng dõi, thậm chí ngay cả truyền nhân cũng không có. Bà lão bờ môi run rẩy. Nắm giữ huyết mạch đế quân, vậy thì biểu thị là hậu nhân của vị đế quân nào đó, nhưng đế quân của U Hồn Thiên là Càn Khôn Ma Quân, sống không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng không lấy vợ sinh con, cũng không có truyền nhân. Làm sao lại đột nhiên toát ra một vị nắm giữ huyết mạch của hắn? Cửu Thiên hết thảy 10 vị đại đế, xuất hiện ở U Hồn Thiên, cũng không đại biểu hắn là hậu nhân của Càn Khôn Ma Quân. Trong thanh âm của Tề Linh Nhi mang theo rung động, căn cứ tin tức ta được, vị này ở thời điểm chém giết nhất phân trần, sử dụng một loại kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Mức độ ảo diệu vượt qua kiếm quyết bình thường không biết bao nhiêu lần. Tiểu thư là ý nói, vị này có thể là người của Kiếm Thần Thiên hậu bối của kiếm thần. Con mắt bà lão trợn tròn. Ta cũng không biết, liên lụy đến đế quân, ai cũng không dám nói bậy. Tề Linh Nhi lắc đầu, hít sâu một hơi, áp chế lại nội tâm khủng hoảng nói. Tin tức này tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào. Vâng, bà lão vội vàng gật đầu. Thật ra thì không cần nàng dặn, sự tình dính dáng tới đế quân, coi như cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám nói nhiều. Truyền lệnh xuống, cho đối phương đổi thành chín thành lợi nhuận. Về sau mặc kệ hắn dặn dò sự tình gì, có thể làm được tận lực thỏa mãn. Còn nữa, máu của ma dương thú, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Tề Linh Nhi nói ra mệnh lệnh liên tiếp. Nếu như nói trước đó còn có ý khác, giờ phút này nhìn thấy huyết dịch của đối phương tinh thuần như thế, ngu nữa cũng biết lựa chọn như thế nào. Nắm giữ huyết mạch đế quân, dù không phải dòng chính, về sau thành tựu cũng bất khả hạn lượng, huống chi loại người này bên cạnh làm sao có thể không có cường giả bảo vệ. Đi tìm phiền toái, trừ khi là ngại sống quá lâu, chết quá chậm. Thuộc hạ rõ ràng, bà lão vội vã rời đi. Tề Linh Nhi cũng lui ra ngoài. Còn lưu lại linh hồn ấn ký. Ngồi thuyền nhỏ lần nữa trở lại kiến trúc trước đó, Minh Lý chi nhãn quét một vòng, mỉm cười. Đối phương ở phía trên lưu lại linh hồn ấn ký, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được hắn tinh thần khẽ động, một tia thiên đạo chân khí vào tới, sau một khắc, đạo ấn ký này liền bị dìm ngập, hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Suối người một cái, sắc mặt trương huyền trước đó thoạt nhìn có chút trắng bệch lập tức khôi phục hồng nhuận, trong lòng suy tư. Máu của ma dương thú có thể đề cao tu vi linh hồn, xem ra cũng nên nghĩ biện pháp tu luyện thân thể. Có đủ thần nguyên đan, tu vi đã có thể cấp tốc tăng lên, nhưng trước khi tăng lên tu vi chân khí, còn cần thân thể và linh hồn đi trước một bước biện pháp tấn thăng thân thể tốt nhất là mượn huyết dịch thần thú thân thể khó tu luyện chỉ bằng vào hấp thu linh khí rèn luyện không biết phải tiêu hao bao lâu mà hắn biết phương pháp tốt nhất ở thần giới là lấu máu của thần thú tôi thể loại tôi thể này là mượn lực lượng huyết mạch của thần thú huyết mạch càng tinh khiết hiệu quả sẽ càng mạnh đương đại thần thú cường đại nhất không thể nghi ngờ là chân long chỉ là máu của ma dương thú một thiên thần cảnh bình thường cũng khó tìm như vậy chớ nói chi là máu rồng. Trước đi thần thú chàng xem một chút đi. Thần giới, có địa phương của thần thú, chẳng qua đều là chút tu vi cực thấp, hơn nữa không có biến hóa. Tỷ như thỏ ở Linh Cơ Sơn một mực không có săn giết thành công. Còn thần thú có thể biến hóa, thì giống thần linh như đúc, đừng nói giao dịch, dám động một cái, tuyệt đối sẽ có một đám sông lên, làm không cẩn thận hang ổ sẽ bị đối phương săn bằng. Thần thú chàng cách vị trí hiện tại của hắn không tính quá xa, cưỡi ngựa đi nửa canh giờ liền đến trước mặt. Chợ giao dịch ở biên giới thành thị, cực kỳ rộng lớn, bên trong từng thần thú rậm rạp chẳng chịt, không biết bao nhiêu. Những thần thú này có rất nhiều là bị bắt tới, cũng có là cam tâm tình nguyện tới, tự nguyện bị bán. Linh khí ở ngoại giới đã tán loạn, muốn sống sót tốt hơn, trở nên càng thêm cường đại, chỉ có thể nghĩ biện pháp vào thành. Mà trở thành thú sủng của nhân loại, là phương pháp trực tiếp nhất. Ở thần giới, thuần thú sư không tính là chức nghiệp, cũng không có địa vị quá cao, bởi vì chỉ cần cho linh khí và cơ hội tu luyện, không ít thần thú đều sẽ tự động đi theo, không có chút khó khăn. Xin hỏi nơi này của các người có thần thú ẩn chứa huyết mạch long tộc hay không? Tìm một người phụ trách, Trương Huyền hỏi. Huyết mạch long tộc, vị khách quan này không có nói đùa chứ? Người phụ trách giật nảy mình. Trương Huyền lắc đầu. Đương nhiên không có, chỉ cần là buôn bán thần thú đều biết Long tộc là hoàng thất của Vân Ly Thiên, chỉ cần phát hiện trong cơ thể thần thú nào ẩn chứa loại huyết mạch này, nhất định phải đưa trở về, dám tự mình bán ra, một khi phát giác sẽ bị đánh chết, ai cũng không cứu được. Thấy hắn cái gì cũng không hiểu, người phụ trách thấp giọng giải thích. Hoàng thất Vân Ly Thiên. Trương Huyền cau mày, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, trước đó lý giải thần giới đều là nghe một chút miêu tả mơ hồ, phía Đông Vân Ly Thiên một trong cửu thiên, hạ xuống mệnh lệnh như vậy, chỉ sợ thật đúng là không ai dám sằng bậy. Chẳng lẽ vị đế quân ở Vân Ly Thiên kia là chân Long? Trong lòng Trương Huyền hơi động, Long tộc mạnh mẽ, thời điểm ở danh sư đại lục sớm có nghe nói, nhưng một mực chưa thấy qua chân chính, rốt cục mạnh đến mức nào, nên không thể phỏng đoán. Long là hoàng thất của Vân Ly Thiên, vậy có phải đế quân là một chân Long biến hóa thành hay không? Biết dính dáng loại cường giả cấp bậc này, hỏi thăm đối phương cũng sẽ không dám nói trương huyền nhìn lại ta cần một ít huyết dịch thần thú rèn luyện thân thể chỗ các người có cô đã không có huyết dịch long tộc chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nhìn xem có tinh huyết thần thú để cho thân thể tiến bộ hay không chỉ cần có thể để thân thể đến thần linh trung phẩm linh hồn lại có tiến bộ tu vi có thể nhẹ nhõm đột phá lần trước tu luyện để hắn phát hiện trước đó lĩnh ngộ di di huynh đệ tình vì vì phó ngự lực hoàn toàn có thể chống đỡ tu vi đến thần linh thượng phẩm. Cho nên dưới thiên thần cảnh, tạm thời không cần dầu dĩ, chỉ cần thân thể linh hồn đủ, mượn nhiều thần nguyên đan như vậy, hoàn toàn có thể một lần liền thành, trực tiếp đi đến thần linh thượng phẩm đỉnh phong. Xen luyện thân thể, người phụ trách lắc đầu. Thật đúng là không có, chẳng qua lạc vân hạp gốc có một lần giáp thú tu vi thần linh thượng phẩm, phòng ngự cực mạnh, thân thể cũng cực kỳ cường đại. Cho dù thiên thần cảnh như thành chủ muốn phá vỡ phòng ngự cũng rất khó. Máu của nó hẳn có trợ giúp rất lớn, chỉ là chúng ta bắt không được, cũng tuần phục không đến. Chỉ có thể trông mà thèm, nếu như người thật muốn loại huyết dịch này mà nói, có thể đi thử vận khí. Lân giáp thú? Phải, chẳng qua tên này một là không dễ tìm, hai là hung tàn, những năm này người muốn tuần phục nó, cơ bản đều bị ăn. Người phụ trách nói, Lạc Vân Hạp gốc ở phương vị nào? cách nơi này bao xa? Trương Huyền hỏi. Ngay ở phía chính Bắc, ngồi thần thú phi hành mà nói, ba canh giờ là có thể đến. Người phụ trách cười cười. Nhìn ngươi còn không có thần thú phi hành, có muốn mua một con hay không? Chỗ ta có không ít. Ừm, ta muốn tốc độ nhanh một chút. Trương Huyền gật đầu. Phạm vi của thần giới vượt xa thượng thương và danh sư đại lục vô số lần, quả thực cần một thần thú phi hành, như vậy bất luận đi chỗ nào cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Rất nhanh giao dịch xong, Trương Huyền tiêu phí 20 thần tệ, mua một thần thú phi hành tu vi thần linh hạ phẩm. Thấy hắn rời đi, người phụ trách cười nhạo, lại toát ra một thằng ngốc, lân giáp thú, nếu như dễ dàng bắt như vậy, thành chủ cũng đã động thủ, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Nói xong, hắn nhìn về phía các học đồ. Thấy được không, bán đồ phải như vậy, trước thỏa mãn yêu cầu của hắn, sau đó nhân cơ hội chào hàng vật phẩm của mình. Về sau học tập một chút một bên quát tháo, một bên cao hứng quay trở về. Ngồi trên lưng thần thú phi hành, Trương Huyền nhắm mắt tu luyện. Nuốt vào mấy viên thần nguyên đan, lại liên tục trùng kích mấy lần, phát hiện thân thể không đột phá, tùy tiện xung kích thần linh trung phẩm, thân thể phụ tải quá lớn, lúc này mới lắc đầu ngừng lại. Thần giới này, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Thần linh, cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại không bằng thượng thương, danh sư đại lục rời thành thị, linh khí lần nữa trở nên mỏng manh, không khí cũng có chút hỗn loạn. Thần thú phi hành độ cao không thấp, lại thêm thực lực của trương huyền bây giờ đã không yếu, ảnh hưởng không lớn. Sau hai canh giờ, quả nhiên thấy một hạp cốc to lớn xuất hiện ở phía trước, dáng chiều màu đỏ tươi chiếu rọi hai bên, tựa như thải hà chói loá mắt. để thần thú phi hành tìm một chỗ nghỉ ngơi, trương huyền dọc theo hạp cốc đi vào. căn cứ đối phương nói, lân giáp thú hẳn ở trong này, chỉ cần tìm được nghĩ biện pháp lấy chút máu tu vi liền có thể đột phá giảng buộc xung kích cảnh giới cao hơn hạp cốc kéo dài trương huyền cũng không sốt ruột đi tiếp cận một canh giờ trời triệt để tối đen cũng không phát hiện cái gì đang cảm giác kỳ lạ đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh lửa lóe lên dường như có người đang đốt lửa trại chẳng lẽ có người giống ta muốn tìm kiếm lân giáp thú trương huyền nhíu mày cách thành trì xa như vậy lại không có linh khí cùng bảo vật gì đột nhiên toát ra người đốt lửa trại vô cùng có khả năng có mục đích giống như hắn dù sao tùy tiện một người phụ trách bán thần thú cũng biết sự tình lân giáp thú toàn bộ dạ minh thành người biết thần thú hẳn sẽ không ít giống như danh sư đại lục xuất hiện thần thú mạnh mẽ tới tìm vận may hẳn là có không ít dù thuần thú sư không đáng giá nhưng thần thú lợi hại khẳng định không dễ dàng thuần phục như vậy đi qua nhìn một chút tinh thần khẽ động trương huyền đi về phía ánh lửa Hết chương 3766. Chương 3767, thanh niên kỳ quái. Cách hỏa diễm hơn 100 mét, Trương Huyền ngừng lại, trốn ở đằng sau một cây đại thụ. Khí tức toàn thân ẩn nấp, lặng lẽ nhìn về phía trước. Lửa trại đốt ở trước sơn động, một thanh niên thân thể cường tráng ngồi tại nguyên chỗ, trên giá đang nướng một con dê. Dê bị nướng thành màu vàng kim, xì xì bốc lên dầu, khoảng cách rất xa liền có thể ngửi được mùi thịt thơm ngát để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi. Hơn nửa đêm ở đây thịt nướng. Trương Huyền nghi hoặc, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Thời điểm ở Linh Cơ Sơn, từng nhìn thấy qua dê, cũng nghĩ qua bắt một con cải thiện bữa ăn, nhưng ra hỏa này mặc dù thực lực không mạnh, lại chạy cực nhanh, đặc biệt là leo núi, khỉ cũng chưa chắc vượt qua. Thực lực bây giờ, muốn bắt được nó cũng không quá dễ dàng, thanh niên kia lại bắt được, ở đây quang minh chính đại nướng ăn, không e ngại lân giáp thú tu vi thần linh thượng phẩm đỉnh phong. Thực lực không thể khinh thường. Trong lòng kỳ lạ, nhưng không tiến lên. Rất nhanh, dê được nướng chín, thanh niên đưa tay kéo xuống một cái đùi, há mồm cắn ăn, đồng thời cầm lấy một cái hổ lô rượu uống ửng ực, lộ ra rất hào sảng. Liên tục uống bảy tám ngụm, hồ lô liền bị uống cạn, đưa tay chụp một cái, lại lấy ra một bình, tiếp tục uống. Không đến một phút, nửa con dê đã vào bụng, rượu cũng uống ba hồ lô. Thanh niên thoạt nhìn có chút ngà ngà, đầu lâu không ngừng điểm tới điểm lui, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ. Là người tài cao gan lớn hay là tâm lớn? Trương Huyền có chút im lặng. Từ danh sư đại lục một đường đi tới, hắn biết bất luận ở nơi nào, đêm tối trong núi rừng là cực kỳ nguy hiểm. Không ít mãnh thú sẽ ẩn hiện ở lúc này, lại nói, quang minh chính đại nướng thịt như vậy, mùi thơm tuyệt đối có thể dẫn tới không biết bao nhiêu phiền phức. Càng quan trọng hơn là còn uống rượu nếu gặp phải đánh lén chẳng phải cực kỳ nguy hiểm trong lòng nghi hoặc vẫn không có tới gần hắn tới mục đích là vì lân giáp thú lúc này đối phương xuất hiện ở đây rõ ràng cũng có mục đích tương đồng rất có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh uống say tốt nhất có thể miễn đi không ít phiền phức vù vù tiếng ngáy nổi lên bốn phía ăn uống no nê không đến nửa canh giờ tên này vậy mà ngủ chết đi sống lại có vẻ như một chút ý thức cũng không có. Đi vòng qua thôi. Lắc đầu, Trương Huyền từ trên cành cây trượt xuống, ý định lặng lẽ đi qua. Dựa theo người phụ trách nói, lân giáp thú hẳn ở trong hạp gốc, chỉ cần dọc theo thông đạo đi về phía trước thì nhất định có thể gặp được. Hiện tại đối phương ngủ, trước đi qua lại nói. Mới vừa đi một hồi, cách thanh niên không đủ 30 mét, đột nhiên con mắt lấp lóe, thân thể khẽ động, trốn ở trong một cây đại thụ, dấu kỹ thân hình vội vàng nhìn về phía thanh niên ngay sau đó nhìn thấy trong bụi cỏ cách hắn không xa hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phản xạ ánh trăng vẻ mặt trương huyền nghiêm túc minh lý chi nhãn nhúc nhích trong chốc lát liền thấy rõ tình huống chung quanh trong lùm cây vậy mà chẳng biết lúc nào ẩn giấu hai người mặc áo đen hàn mang vừa rồi chính là trường kiếm ở trong tay bọn họ phản xạ ra trương huyền đang kỳ lạ bọn họ giấu vào lúc nào nhìn hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên phá không mà ra, thẳng tắp đâm tới thanh niên nằm dưới đất. Không có tiếng gió, không có bất cứ động tính gì, kiếm mang tập kích tới, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Thật giống như diễn luyện không biết bao nhiêu lần, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, một khi bị đánh trúng, người sau tất nhiên sẽ bị chém giết. Nguy rồi, Trương Huyền sầm mặt lại. Tuy hắn không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng tráng hắn kia thoạt nhìn vô cùng hào sảng, thật muốn ở trước mặt mình bị đánh lén chết, khẳng định sẽ cảm thấy đáng tiếc. Được rồi, tất cả mọi người chỉ là vì lân giáp thú đến, cũng không phải kẻ địch gì, không thể trơ mắt nhìn bị đánh lén giết chết. Hai người kia, ẩn nấp ở trong lùm cây, một chút động tính cũng không có, đánh lén lại nhanh chóng như thế, thật giống như thiên truy bách luyệt, trong lòng trực tiếp dán nhãn mát người xấu, lúc này vì cứu người, cũng không tiếp tục ẩn tàng, la hét một tiếng. Cẩn thận! Trong tiếng nói, bàn tay run lên, một thanh trường kiếm thẳng tắp bắn tới. Vù, trường kiếm ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hắn, tựa như lưu tinh đâm rách không khí, khoảng cách 30 mét, một cái trước mắt liền đến, vừa vặn ngăn đường đi của kẻ đánh lén. Người nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Kẻ đánh lén hừ lạnh một tiếng, trường kiếm run lên, tiến lên đón. Đinh, một tiếng vang giòn, trường kiếm của Trương Huyền bị bắn ngược trở về, lúc này hắn cũng tới cách đối phương không đến 10 mét, thấy rõ dung mạo. Là trung niên khoảng 40 tuổi, Tu Vi đã đạt đến thần linh cảnh thượng phẩm, thần lực toàn thân khuấy động, tùy thời bắn ra. Không có vội tiến lên, Trương Huyền nhìn về phía tráng hán say rượu, chỉ thấy hắn nghe được tiếng la đã tỉnh lại, nhưng không đứng dậy, mà đưa tay chộp một cái, trường kiếm của một bóng đen đánh lén khác bị nắm ở trong lòng bàn tay. Bất luận đối phương giấy ruộng như thế nào, cũng không tránh thoát. Thế nào, muốn thừa dịp ra ra uống say đánh lén. Chỉ có chút bản lãnh này sao? Tráng hắn cười lạnh, bàn tay bỗng nhiên uốn cong. Tạch tạch, trường kiếm bị hắn bẻ gãy. Lông mày trương huyền nhảy dựng. Kiếm trong tay đối phương là thần khí trung phẩm, coi như hắn dùng hết toàn lực, muốn phá hoại cũng khó mà làm được. Đối phương dùng tay đón đỡ, đã để cho người ta kinh ngạc, vậy mà trực tiếp bẻ gãy. Lực lượng mạnh mẽ, có thể xưng kinh khủng. Đi, trường kiếm bị bẻ gãy đối phương tỉnh lại hai người mặc áo đen biết đánh lén đã thành chê cười hô khẽ một tiếng xoay người rời đi đánh lén không chút do dự chạy trốn càng thêm nghiêm túc người mặc áo đen bị bẻ gãy trường kiếm trực tiếp buông tay không đi quản trường kiếm nữa xoay người lao nhanh nếu tới thì chưa chút đồ vật đi thanh niên cười lạnh một tiếng bỗng nhiên đứng dậy hét lớn một tiếng giống tựa như hổ khiếu nổ lên trải qua vách núi khuấy động giống như trong nháy mắt vang lên xét đánh phốc phốc sống lưng của hai người mặc áo đen giống như bị thứ gì va vào miệng phun máu tươi chỉ một kích đã bị trọng thương loại võ kỹ giống như sư tử hống trong lòng trương huyền giật mình loại võ kỹ sư tử hống dùng sóng âm công kích linh hồn giống như thiên long bát âm trước đó một mực không thấy người dùng qua không nghĩ tới thanh niên này chẳng những biết dùng uy lực còn lớn như thế đi mau bị trọng thương cổ tay của hai người mặc áo đen rung lên một cái ngọc phù đột nhiên xuất hiện sau đó nổ tung khói bụi nổi lên bốn phía đợi khói bụi tiêu tán hai người đã biến mất không thấy gì nữa đánh lén rút lui động tác của bọn hắn mây trôi nước chảy vừa nhìn liền biết đã trải qua không biết bao nhiêu lần hô hai người rời khỏi thanh niên cũng không đuổi theo mà ngồi ở bên cạnh lửa trại liếc mắt nhìn trương huyền có chút kỳ quái vì sao lại cứu ta? Cứu, nói quá lời, nhìn thực lực của ngươi, không cần ta nhắc nhở, hai người kia khẳng định cũng không gây thương tổn được, xem ra là ta vẽ vời cho thêm chuyện. Trương Huyền lắc đầu, vốn cho rằng thanh niên này uống say, khẳng định sẽ bị đánh lén thành công, lúc này mới nhịn không được ra tay ý định cứu, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương không chỉ thực lực cường đại, còn vô cùng có khả năng cố ý vở ngủ, dẫn tới đối phương cắn câu. Đối phương nói cứu người chỉ là khách sáo. Nói người cứu thì cứu, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy?" Thanh niên nhíu mày, tiện tay cầm lấy một cái hồ lô bên chân ném tới. "Có thể uống rượu không?" "Cảm ơn." Thấy hắn khí phách như vậy, Trương Huyền không từ chối, mở nút hồ lô há miệng uống, uống một ngụm, con mắt nhịn không được sáng lên. "Rượu ngon." Tuy hắn rất ít uống rượu, nhưng rượu tốt xấu còn có thể phân biệt ra được. Rượu trong hồ lô của đối phương tinh tế ngon miệng, tử kinh thuần chất, hoàn toàn khác biệt bên ngoài bán. Thanh niên thấy hắn không đề phòng, trực tiếp uống một ngụm, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ở loại địa phương này bèo nước gặp nhau, không ít người sẽ kiêng kỵ trong rượu có độc, lấy cớ từ chối, kẻ trước mắt này, vậy mà không nói gì, há miệng liền uống, cực kỳ hợp khẩu vị. Thịt dê, thanh niên xé chân trước của con dê ném tới. Trương Huyền sớm đã có chút đói bụng, giờ phút này cũng không khách khí, há miệng liền ăn không thể không nói mùi vị của thần thú thật không tệ vốn cho rằng thịt dê rất khó nhai vào miệng tan đi như từng dòng nước ấm chảy ở trong người liên tục uống vào mấy ngục ăn tiếp một cái đùi dê trương huyền cảm thấy thoải mái không ít một đường mệt mỏi tiêu hao hầu như không còn cười nhạt một tiếng thịt dê và rượu của ngươi xem như báo đáp ân cứu mạng vừa rồi ta còn có việc không ở lại được cáo từ nói xong trương huyền nhấc chân đi vào trong sơn cốc cứu người chỉ là thuận tay đối với hắn mà nói không trọng yếu việc cấp bách là mau chóng tìm được lân giáp thú tăng thực lực lên lại nói thanh niên liếc mắt nhìn phương hướng hắn tiến lên hỏi lúc này đã hơn nửa đêm còn đi vào trong sơn cốc không biết là vì chuyện gì trong sơn cốc nguy cơ trùng trùng ban ngày không đến đi ban đêm muốn làm gì tại hạ tu luyện đến bình cảnh muốn tìm kiếm phương pháp đột phá trương huyền cười nhạt một tiếng cũng không nhiều lời tìm kiếm đột phá. Thanh niên gật đầu, thực lực của đối phương là thần linh hạ phẩm đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, nói như vậy ngược lại là có khả năng. Sơn cốc này, ta tới qua nhiều lần, cũng rất quen thuộc tình huống bên trong, không biết người muốn tìm thứ gì đột phá. Nếu như có thể hỗ trợ, ta vui lòng giúp đỡ. Thanh niên tiếp tục nói. Là như vậy. Thấy đối phương nhiệt tình, Trương Huyền dừng lại một chút, không giấu giếm mỉm cười công pháp của tại hạ có chút đặc thù, muốn tiến bộ cần thân thể linh hồn đi trước đột phá. Linh hồn còn dễ, ta đã tìm được phương pháp, chỉ là thân thể không quá dễ dàng. Nghe nói sơn cốc này có lân giáp thú, huyết dịch của hắn có chỗ tốt cực lớn cho rèn luyện thân thể, lúc này mới mạo hiểm đến, nhìn xem có thể tìm được cơ duyên hay không. Lân giáp thú, người muốn tìm huyết dịch của lân giáp thú. Thanh niên sửng sốt, sau đó trên mặt có chút cổ quái. Người cảm thấy thực lực của người bây giờ có thể thắng được thần thú tu vi thần linh thượng phẩm đỉnh phong. Hết chương 3767. Chương 3768. Lân giáp thú. Hẳn là thắng không nổi. Chương huyền xấu hổ. Nắm giữ công pháp và kiếm chiêu của thiên nhược hữu tình, thần linh trung phẩm đỉnh phong, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại, nhưng thần linh thượng phẩm, muốn vượt qua sẽ rất khó khăn. cuống chi thần thú càng cường đại hơn. Đương nhiên, lần này tới, không phải chém giết đối phương, mà là thu hoạch một ít huyết dịch, chỉ cần gặp được, dựa vào ưu thế của thư viện, cùng với ba tắc lưỡi, mê hoặc đối phương, thậm chí nghĩ biện pháp hàng phục, hẳn có khả năng làm được. Hắn thuần thú, cũng không phải một mực dựa vào sức chiến đấu, dựa vào là nhân cách nghị lực vô thường. Nghị lực không làm được, vậy dùng thần nguyên đan trao đổi. Dù sao hiện tại thứ này mình có rất nhiều, trong sơn cốc không có linh khí, một ít huyết dịch mà thôi, đối phương hẳn sẽ không từ chối. Thắng không nổi cũng dám tới, lá gan thật à lớn. Thanh niên lắc đầu, sau đó nhìn qua mặt khác ta còn có chút kỳ lạ. Ngươi luôn mồm muốn lấy được huyết dịch của lân giáp thú, nhưng nó ở chỗ nào, lại là loại hình dáng gì, ngươi có biết không? Trương Huyền sướng sờ, chỉ cần tìm được thần thú tu vi thần linh thượng phẩm đỉnh phong, lực phòng ngự mạnh mẽ hẳn là người phụ trách kia chỉ nói thần thú ở lạc vân hạp gốc nhưng không nói cụ thể vị trí dáng người trạng thái cũng không miêu tả tỉ mỉ vốn nghĩ sau khi đi vào tùy ý tìm thần thú thuần phục liền có thể thăm dò được kết quả cái gì cũng không có gặp tự nhiên không hiểu ra sao bất quá hạp gốc chỉ có một con đường chỉ cần đi tới không bỏ sót bất kỳ chỗ nào khẳng định có thể tìm được gặp được là được ngươi không cảm thấy quá trò đùa sao thanh niên cười nhạo một tiếng dựa vào trên nham thạch ở bên ngoài sơn động vẻ mặt nghiền ngẫm không có gì ta cũng thuần phục qua không ít thú biết bản tính của bọn chúng chỉ cần gặp được khẳng định có phương pháp thuyết phục trương huyền khoát tay áo không nói thêm lời được rồi đa tạ rượu ngon thịt ngon của bằng hiếu ta phải cáo từ rồi trước bình minh nhất định phải chạy trở về không có quá nhiều thời gian lưu lại nói xong hắn vòng qua đối phương thẳng tắp đi vào trong sơn cốc nhìn ngươi cái gì cũng không hiểu nếu ngươi cứu ta ngày hôm nay ta giúp ngươi tìm kiếm lân giáp thú thanh niên đứng dậy cái này quá phiền toái trương huyền sửng sốt cuối cùng lắc đầu tuy tu vi của bằng hữu cực cao nhưng lân giáp thú là thần thú hơn nữa phòng ngự vô địch nhất định rất khó chống lại không thể để ngươi rơi vào nguy hiểm không sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi uống chung rượu ngươi lại cứu ta giúp ngươi là nên lại nói người cái gì cũng không biết, cứ như vậy đi tìm, phải tìm đến lúc nào. Thanh niên đeo hồ lô rượu lên người, đi tới trước mặt. Đối phương tới gần, lúc này Trương Huyền mới phát hiện, thanh niên trước mắt này vậy mà cao hơn 2 mét, cao hơn hắn cả một cái đầu, thân thể cường tráng, cho người ta lực áp bách cực mạnh. Nếu bằng hữu có ý tốt, vậy ta liền chân thành ghi nhớ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để bằng hữu hỗ trợ phí công, đây là nam viên thần nguyên đan, xem như thù lao của ta. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, ném qua một cái bình ngọc. Hắn không muốn nợ nhân tình. Đối phương khăng khăng hỗ trợ, cho thù lao là được. Năm viên thần nguyên đan, coi như đối phương là thần linh thượng phẩm cũng không dám xem nhẹ. Ồ, nhận lấy bình ngọc, thanh niên sửng sốt, tiện tay mở ra, quả nhiên thấy bên trong nằm năm viên thần nguyên đan, tiện tay nhặt lên một viên, ngửi một chút, xác nhận là thần nguyên đan chân chính, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đa tả, nói xong hắn nhét vào miệng một viên cảm nhận được linh khí khuấy động trong đó còn lại nhét vào túi cười khanh khách tiến về phía trước một bước đi theo ta ta dẫn ngươi đi tìm lân giáp thú trương huyền cũng không nhiều lời theo sát ở sau lưng đi vào trong sơn cốc hạp cốc hình thành khu vực đặc thù càng đi vào trong tiếng gió càng mãnh liệt không ngừng ù ù bên tai hai người một trước một sau đi tiếp cận nửa canh giờ thanh niên ngừng lại phía trước chính là sào huyệt của lân giáp thú. Trương Huyền nhìn về phía trước, sau đó nhìn thấy trong hạp cốc đen như mực có một sơn động to lớn. Cửa động cao chừng hơn 10 người, bên trong đen thui thâm thúy, thấy không rõ là có cái gì. Đây là... Trương Huyền mang theo kỳ lạ. Thoạt nhìn lân giáp thú này, còn muốn to lớn hơn trong tưởng tượng, bằng không thì không có khả năng xây dựng sơn động rộng lớn như vậy. Ừm, muốn bắt mà nói, trực tiếp đi vào là được, ta đi theo phía sau ngươi, nếu quả thật cần hỗ trợ nói một tiếng là được thanh niên nói tốt trương huyền gật đầu không nói thêm lời hít sâu một hơi thân thể vụt qua lặng yên không tiếng động bay lượn đi thanh niên theo sát rất mau đi tới cửa động minh lý chi nhãn vận chuyển nhìn sang bên trong đen như mực dán chặt lấy bức tường đi một hồi lại sáng tỏ thông suốt trong sơn động có ánh sáng của đuốc chiếu dọi tứ phương đó là thanh niên truyền âm tới trương huyền ngẩng đầu sau đó nhìn thấy một thần thú to lớn ghé vào trên bệ đá ngủ thân dài sáu bảy mét lông màu xám làm sao cảm giác giống như sói thế nhỉ trương huyền cau mày thần thú trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một dã lang to lớn không phải nói lân giáp thú toàn thân lân giáp phòng ngự vô địch sao chính là nó ta thường xuyên đến chắc chắn sẽ không sai thanh niên gật đầu vậy là tốt rồi Trương Huyền hít sâu một hơi, lông mày dương lên, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng run lên, kiếm mang lập tức bắn ra. Còn chưa tới trước mặt đối phương, lân giáp thú ở đối diện giống như cảm ứng được có người đánh lén, đột nhiên đứng dậy, cái đuôi quét qua, toàn bộ sơn động cuồng phong gào thét. Quả nhiên là thần linh thượng phẩm. Trương Huyền tránh thoát công kích, vẻ mặt nghiêm túc. Đại gia hỏa trước mắt quả nhiên đạt đến thần linh thượng phẩm, nhất cử nhất động mang theo áp lực nồng đậm để hắn khó mà chống lại. Tâm tự song ti vóng, trung hữu thiên thiên kết. Lông mày dương lên, trương huyền không trần chờ chút nào, phát huy ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Trong nháy mắt, kiếm khí khuấy động, một cái lưới đánh cá hình vết kiếm bao phủ lân giáp thú. Kiếm pháp thật lợi hại. Thanh niên sau lưng sợ hãi thán phục. Một mực cảm thấy đối phương có át chủ bài, nếu không sẽ không dám lẻ loi một mình đến tìm lân giáp thú, nhìn thấy kiếm pháp này mới biết, dù chỉ là thần linh hạ phẩm đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu chân chính còn mạnh hơn một ít thần linh thượng phẩm bình thường. Giống, bị kiếm mang bao phủ, lân giáp thú gào lên, chỉ có mấy tức, liền bị nó nhẹ nhõm tránh thoát. Đồng thời càng thêm nổi giận lao đến, móng vuốt đập về phía Trương Huyền. Giống như trước thời hạn liền biết chiêu số của nó, Trương Huyền lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn về phía thanh niên. Mời hỗ trợ ra tay. Tốt, dường như thanh niên đã sớm chờ câu nói này hắn bước ra một bước một quyền đập tới trương huyền nhân cơ hội lần nữa thi triển kiếm pháp đánh lén điểm yếu của đối phương bành nhất thời không đề phòng lần giáp thú bị thanh niên đánh trúng bụng bay ngược đâm vào trên tường đập ra một cái lỗ to trương huyền vừa vặn tấn công các loại thủ đoạn toàn bộ thi triển ra thanh niên cũng nghiêm túc hai cánh tay giống như biến thành tám cái tốc độ cực nhanh hơn nữa thân thể của hắn vô cùng cứng rắn, liên tục để lân giáp thú công kích hai lần, vậy mà không có thương thế. Mười mấy hô hấp sau, lân giáp thú đã không địch lại, vẩy xuống một bãi máu tươi, bỗng nhiên lao ra sơn động, thời gian nháy mắt liền biến mất trong đêm tối, tìm không được tung tích nữa. Quá tốt rồi, thấy nó lưu lại huyết dịch, lần này không tính đến không, Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, tìm cái bình chứa đựng. Đa tạ bằng hữu hỗ trợ. Sắp xếp gọn đồ vật, Trương Huyền nhìn về phía thanh niên chắp tay. Không cần cảm ơn, nếu là hỗ trợ, tự nhiên phải trả thù lao, thần nguyên đan vừa rồi, lại cho ta 50 viên. Chúng ta liền thanh toán xong. Thanh niên đưa tay ra. 50 viên. Trương Huyền cau mày. Giá cả thần nguyên đan cực cao, hơn nữa có tiền mà không mua được, vô cùng chân quý, vừa mở miệng là 50 viên, không khỏi sư tử ngoạm đi. Vừa rồi thoạt nhìn rất thẳng thắn, không nghĩ tới đột nhiên đổi sắc mặt. Không sai, nếu như ta không ra tay, ngươi khẳng định sẽ bị giết, 50 viên thần nguyên đan mua mạng mình, không đắt lắm a." À. Thanh niên nhìn qua, "Ta chỉ là tu luyện giả bình thường, sao có thể có nhiều đan dược như vậy? Như vậy đi, tất cả đan dược trên người ta, hết thảy 10 viên, toàn bộ cho ngươi." Dừng lại một chút, Trương Huyền nói, "Không có, để cho ta tìm kiếm liền biết." Bàn tay lớn vồ một cái, thần lực của thanh niên từ ngón tay thả ra ngoài đường lui bốn phía đều bị phong tỏa ngươi muốn làm gì cảm thụ thân thể bị giam cầm sắc mặt trương huyền trắng nhợt vội vàng quát tháo không làm gì người tới giết ta ta giết chết ngươi cướp đoạt đồ vật trên người ngươi không tính quá phận a à. thanh niên cười hắc hắc giết ngươi lời này ở đâu ra vừa rồi ta là cứu tính mạng của ngươi nha cứu ta ha ha thanh niên nói lần này ngươi tới không phải là vì giết lân giáp thú sao trương huyền gật đầu ta chính là lân giáp thú thanh niên hừ một tiếng thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa sau một khắc một thần thú to lớn xuất hiện ở phía trước ngươi là lân giáp thú trương huyền sững sờ con mắt trợn tròn ngươi đã biến hóa thần thú có thể biến hóa đi vào thần giới liền biết chỉ là không nghĩ tới lại giống nhân loại như đúc mình cũng không phân biệt ra được không sai người muốn giết ta ta người giết rất công bằng lân giáp thú cười hắc hắc quả thực rất công bằng trương huyền gật đầu chẳng qua ngươi cảm thấy hơn nửa đêm nhìn thấy một thân một mình uống rượu phòng ngự lại mạnh như vậy ta thật một chút đề phòng cũng không có sao thực lực và át chủ bài của ngươi ta đều thấy được làm sao còn có những hậu thủ khác lân giáp thú sững sờ mang đối phương tới đây tìm thần thú vừa rồi kia chính là muốn thử xem đến cùng có bao nhiêu cân lược, nhìn thấy chỉ dựa dẫm vào một bộ kiếm pháp, bản thân không có thực lực quá mạnh, cũng không có pháp bảo quá lợi hại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ra tay. Ta quả thực không cách nào vượt qua ngươi, nhưng thực xấu hổ, ngươi không nên ăn đồ vật ta cho. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bành! Lân giáp thú đang muốn tấn công, con mắt đột nhiên trợn tròn, trong bụng đau đớn kịch liệt, mồ hôi lạnh sông ra, thân thể khổng lồ không ngừng run dày. Hết chương 3768. chương 3769, thuần phục lân giáp thú. Thần nguyên đan của ngươi có độc. Thân thể lân giáp thú cứng ngắc, toàn thân siết chặt. Từ khi gặp đối phương, chỉ ăn qua một viên thần nguyên đan, lúc ấy cẩn thận kiểm tra, không có bất kỳ đặc thù gì mới ăn, chẳng lẽ trong này ẩn giấu đồ vật. Chỉ là, đến cùng là độc gì, có thể để cho nó trong cõi u minh cảm nhận được áp bức giữa thiên địa, một chút sức phản kháng cũng không có. Coi như người thông minh, Trương Huyền gật đầu, làm cường giả đỉnh phong ngang dọc danh sư đại lục, thượng thương, kinh nghiệm giang hồ tuyệt đối được cho lão quái vật rồi. Hơn nửa đêm toát ra một thanh niên uống rượu, thực lực lại cao như vậy, làm sao có thể tùy ý tin tưởng. Cho nên trước thời hạn làm chuẩn bị, trong thần nguyên đan cho đối phương ẩn giấu mấy đạo chân khí. Nếu thật hảo tâm, không có ác ý, những chân khí này chính là trợ lực, có thể trợ giúp khơi thông kinh mạch, cải thiện làn da, thậm chí mỹ dung. Nếu có ác ý, vậy xấu hổ, những chân khí đại bổ kia sẽ thời gian nháy mắt thuế biến thành kịch độc, mang theo cảm giác thiên đạo áp bách, chui vào tế bào của thân thể, người mạnh hơn cũng không thể ngăn cản. Rất tốt, bất quá người cũng đừng cao hứng quá sớm, vừa rồi người ăn thịt dê và rượu ngon cũng có độc, cùng lắm thì mọi người trao đổi giải dược. Lân giáp thú nghiến răng, trong rượu có độc. Trương Huyền lắc đầu. Người cảm thấy lúc này nói lời như vậy, ta sẽ tin tưởng. Có độc hay không, thân là độc sư, hắn có thể tùy tiện phát giác, đối phương rõ ràng cố ý bày nghi trận, muốn bản thân cũng dối tung lên. Rượu là của ta, bình thường không có độc, nhưng mà dùng trái cây đặc thù ủ chế thành, chỉ thích hợp lân giáp thú ta dùng, sinh mệnh khác dùng, trong thời gian ngắn không có biến cố quá lớn, nhưng vượt qua nửa ngày, bên ngoài thân sẽ mọc đầy lân phiến, toàn thân ngứa ngáy, Sống không bằng chết." Lân Giáp Thú nói, "Chỉ cần ngươi cho ta giải dược, ta cũng dạy ngươi phương pháp giải quyết, hơn nữa sẽ để cho ngươi rời khỏi, không tìm phiền phức." "Không cần." Trương Huyền lắc đầu. "Ngươi không tin?" "Không phải, lời của ngươi, ta tin tưởng, chẳng qua may mắn ngươi nhắc nhở, vừa rồi ngươi hạ độc, ta đã giải." Trương Huyền nói. Lân Giáp Thú sững sờ, tràn đầy khó tin. "Ngươi nói bậy." Trương Huyền mỉm cười rượu của ngươi là dùng tử chân quả ủ thành, loại trái cây này, chỉ có nơi này có, hơn nữa là vật bổ sung tốt nhất của ngươi, nguyên nhân chính là như vậy, ngươi mới không cách nào rời đi nơi này, bởi vì ngươi biết, mất đi tử chân quả. Phòng ngự vô địch gì đó, sẽ biến thành chê cười. Ngươi, lân giáp thú sững sờ, kẻ trước mắt này là quái vật sao? Làm sao có thể ngay cả loại chuyện bí ẩn này cũng biết? Dạ Minh Thành thành chủ tới thuần phục qua nó, cho ra điều kiện vô cùng phong phú. Đổi lại trước kia, khẳng định cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc, liền trực tiếp từ chối, nhưng bây giờ linh khí thần giới suy yếu, một mực đợi ở chỗ này sẽ chỉ thực lực càng ngày càng yếu. Nhưng nó vẫn không đáp ứng, bởi vì tử chân quả kia. Loại trái cây này là nguyên nhân trọng yếu nhất để phòng ngự của nó trở nên cường đại, chỉ cần một mực dùng sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng một khi ngừng lại sẽ dần dần suy yếu, cái gọi là ưu thế sẽ không còn nữa. Hơn nữa, thứ này dùng máu của nó mới có thể bồi dưỡng, rời khỏi lạc vân sơn cốc sẽ không cách nào sống sót. Cho nên nó cũng chỉ có thể thủ ở chỗ này, không cách nào rời khỏi. Đây là bí mật lớn nhất, tuyệt không thể để cho người biết, bởi vậy bất luận người nào tới muốn thuần phục, đều một tiếng cự tuyệt, thậm chí liều mảng cũng muốn đuổi đối phương đi. Đối phương mở miệng nói ra, đến cùng làm sao biết được. Từ chân quả của người ủ thành rượu ngon, thứ nhất, có thể che giấu tai mắt người. Để cho người ta phân biệt không ra Thứ hai, thường xuyên dùng Có thể duy trì cường độ phòng ngự của thân thể ngươi Bởi vì dùng máu của người bồi dưỡng Người bình thường quả thực không cách nào dùng Một khi uống Là sẽ xuất hiện tình huống thân thể khó chịu Nhưng với ta mà nói Không tính là gì Trương Huyền mỉm cười Đồ vật độc nhất trên thế giới Ở trước thiên đạo chân khí đều không tính là cái gì Huống chi một ít trái cây ủ thành rượu ngon Được rồi Giải thích xong Trương Huyền vẫy tay, ngồi ở vị trí con thần thú lúc trước ngủ, vẻ mặt lạnh nhạt. Cho ngươi hai con đường lựa chọn. Thứ nhất, cho ta một trăm viên tử chân quả cùng hai thăng máu tươi của ngươi. đương nhiên, ta cũng không lấy không của ngươi, hai mươi viên thần nguyên đan. Yên tâm, lần này bên trong không có độc. Thứ hai, độc phát tử vong. Ta hạ độc, có thể bảo đảm không người có thể giải. Coi như ngươi tìm càn khôn, đế quân cũng khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào. Ta giết ngươi lân giáp thú gào lên một tiếng, muốn công kích đối phương, lại phát hiện thân thể siết chặt, đối phương hạ độc, vậy mà nháy mắt khóa lại kinh mạch, thực lực toàn thân một chút cũng không còn. Đây là độc gì? Đồng tử của lân giáp thú co rút lại, run rẩy. Không biết bao nhiêu cường giả muốn tuần phục nó, trong đó không thiếu hạ độc, bởi vậy đối với các loại độc cũng biết qua một ít, dựa vào thân thể cùng phòng ngự mạnh mẽ, có thể che đậy phần lớn độc dược, nhưng bây giờ mình lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Ngươi không cần biết, hai con đường cho ngươi lựa chọn, lựa chọn con đường thứ hai, sau khi hạ độc chết ngươi, ta vẫn có thể thu thập huyết dịch và tử chân quả, thậm chí không cần tiêu phí một phân một hào. Trương Huyền nói, biết hắn nói là thật, một khi chết rồi, thứ gì cũng là của đối phương, vẻ mặt lân giáp thú rất khó coi. Có con đường thứ ba không? Có. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, đứng dậy. Trở thành thú sủng của ta, lúc ta cần dùng huyết dịch, tùy thời cung cấp, Ta có thể để cho ngươi rời Lạc Vân Sơn cốc cũng vẫn có thể duy trì lực phòng ngự hiện tại, thậm chí mạnh hơn. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi đột phá giảm buộc, đi đến thiên thần cảnh. Giúp ta rời đi nơi này, đột phá thiên thần cảnh. Lân Giáp thú lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Nó đã biến hóa, có thể đi vào thành trì sinh hoạt, hưởng thụ xa hoa trụ lạc, chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng hiện thực không cách nào hoàn thành. Hắn cũng từng lẫn vào Dạ Minh thành Tìm kiếm qua không ít người, đáng tiếc đều bất lực. Gia hỏa chừng 20 tuổi kia, có thể làm được sao? Hơn nữa giúp nó đột phá. Thiên thần cảnh, dễ dàng đột phá như vậy, Dạ Minh Thành cũng không khả năng chỉ có thành chủ đi đến loại thực lực này. Không có gì không thể nào. Trương Huyền nâng đầu lên, ánh mắt mang theo thâm thúy. Tử chân quả, có thể để phòng ngự của ngươi mạnh lên, nhưng chính ngươi cũng rõ ràng, tác dụng phụ không nhỏ, giống như ngươi mới vừa nói toàn thân ngứa, sống không bằng chết. Nhất định phải không ngừng dùng tử chân quả mới có thể giảm bớt, giống như thuốc lá, không cách nào cai được. Nhìn qua thư tịch, biết thần giới cũng có thuốc lá, người đã hút đều rất khó từ bỏ. Coi như người biết, lại có phương pháp gì giải quyết. Lân giáp thú nói, điểm ấy nó làm sao không biết, nhưng có biện pháp gì không? Nếu như có thể từ bỏ, đã sớm không ở nơi này. Thiên đạo vạn vật, đều là hỗ trợ lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau, chỗ rắn độc ẩn hiện, trong bảy bước tất có giải dược. Nói chính là ý tứ này, tử chân quả có tác dụng phụ, tự nhiên cũng có tồn tại giải quyết nó. Còn để ngươi đột phá thiên thần cảnh, chính là dựa dẫm thứ này, không có đoán sai, ngươi nhiều năm dùng tử chân quả, đã bị lực lượng của loại thuốc này tê liệt, kinh mạch trong cơ thể không nhạy bén giống trước đó. Trương Huyền nói, ngươi làm sao? Vừa định hỏi thăm, ngươi làm sao biết được thấy bí mật của mình thật giống như trong suốt ở trước mặt đối phương, cuối cùng ngừng lại, lân giáp thú gật đầu. Phải, dùng từ chân quả lâu dài, kinh mạch trong cơ thể nó quả thực không nhạy bén giống trước đó, chân khí lưu thông cũng không dễ dàng khống chế như vậy. Cái này giống như dùng trùy sắt, nếu muốn nó có sức mạnh, thì không thể lại hy vọng xa vời nó còn nhạy bén. Phòng ngự vô địch, lực khống chế chân khí tự nhiên sẽ thoái hóa, trên thế giới vốn không có đổ vật 10 phân vẹn mười. Nếu để cho người khống chế chân khí lần nữa khôi phục nhạy bén, có phải có thể đột phá đến thiên thần cảnh hay không? Trương Huyền cười nói. Đương nhiên. Lân giáp thú gật đầu. Khống chế chân khí lần nữa nhạy bén, dựa vào nó tích lũy nhiều năm như vậy, xung kích cảnh giới kia cũng không khó. Vậy thì rất đơn giản. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái. Xì xì xì. Đạo chân khí ở trong cơ thể kia, để hắn đau đớn không ngớt, không cách nào thi triển lực lượng kia sau một khắc biến thành vật đại bổ, cấp tốc chảy xuôi ở trong kinh mạch. Trước đó bởi vì phòng ngự mạnh lên, kinh mạch đã cứng nhắc, nháy mắt trở nên mềm mại, địa phương tắc nghẽn cũng không còn trở ngại. Cái này, lân giáp thú trợn mắt lên, tràn đầy khó tin. Kịch độc ở một ý niệm của đối phương, biến thành vật đại bổ. Hơn nữa hiệu quả mạnh mẽ như vậy, làm sao làm được. Kinh mạch biến mềm, lực lượng trong cơ thể dục ra dục dịch, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến thiên thần cảnh, ngay thời điểm nó muốn thừa thế sông lên, trực tiếp đột phá thành công, đạo chân khí kia ngừng lại. Phần Phật, kinh mạch toàn thân lần nữa cứng ngắc, khi thế bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá kia lại như bị phong ấn, không cách nào tiến lên. Trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống phàm trần, cảm giác mất mát để nó sắp bùng nổ. Trương Huyền cười nói, cỗ lực lượng trong cơ thể người kia quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể giúp ngươi duy trì một đoạn thời gian, nhưng đoạn thời gian này, ngươi hẳn rõ ràng, ta mới vừa nói là thật, không có lừa dối, còn lựa chọn ra sao là nhìn ngươi. Thiên đạo chân khí có thể làm cho kinh mạch trở nên mềm mại, nhưng cũng chỉ duy trì một đoạn thời gian mà thôi, không có khả năng kiên trì quá lâu. Lại nói đối phương còn chưa lựa chọn, không có khả năng giúp nó đột phá. Ta, lân giáp thú trầm mặc. Nếu như nói trước đó còn có điều hoài nghi, thì thời điểm lực lượng của đối phương chạy ở trong người nó đã xác định vị trước mắt này quả thực có thể giúp nó giải quyết từ chân quả lưu lại tai họa ngầm thậm chí để nó đột phá đã như vậy ba con đường lựa chọn cái nào ngu nữa cũng rõ ràng ta nguyện ý trở thành thú sủng của ngươi không rời không bỏ đến chết không hối hận lân giáp thú cắn răng quỳ xuống tinh thần khẽ động một giò tinh huyết bay ra rất tốt trương huyền thở phào nhẹ nhóm mỉm cười, ngón tay điểm một cái, thu linh hồn ấn ký ẩn chứa trong máu vào mi tâm, thuận lợi thuần phục. Hết chương 3769. Chương 3770, thân thể đột phá. Đi thôi, đi địa phương tử chân quả sinh trưởng nhìn một chút. Thuần phục đối phương, Trương Huyền cũng không sốt ruột yêu cầu huyết dịch, mà mở miệng nói. Lân giáp thú dẫn đường. Chính là sơn động trước đó nó uống rượu, tới trước mặt, đi vào trong đó, quả nhiên phát hiện chỗ sâu nhất mọc ra vài cây không lớn. Nham thạch phía trên đã bị đào rỗng, ánh sao chiếu dọi xuống, rơi vào trên cành lá, trái cây đỏ tươi treo ở phía trên, tươi đẹp ướt át. Bốn phía có trận pháp tinh diệu, trừ khi tu vi vượt xa lân giáp thú, nếu không muốn qua, gần như không có khả năng. Toàn bộ sơn động trừ mấy cây quả kia, thì không còn thực vật gì khác. Không cần đối phương dẫn dắt, Trương Huyền đi tới trước mặt, bàn chân bước một bước, trận pháp dừng lại, cất bước vào trong đó. Lân giáp thú giật cả mình. Tùy tiện một cước liền ngừng trận pháp vận chuyển, phần năng lực này, nó không dám tưởng tượng. Vị chủ nhân này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng bản lĩnh quá kinh khủng. Tiện tay lấy xuống một trái tử chân quả, Trương Huyền nhìn kỹ. Giống như quả táo, trong đó tỏa ra linh khí mạnh mẽ, hấp thu vào trong cơ thể, cho người ta một loại cảm giác cơ bắp nhảy lên, đầu ngón tay sinh ra kiếm mang ở trên mu bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua một vết thương xuất hiện máu tươi chảy ra sau đó nhỏ chất lỏng của trái cây lên hô thời gian qua một lát vết thương khôi phục như lúc ban đầu quả thế trương huyền mỉm cười từ chân quả này không chỉ có thể để thân thể của tu luyện giả càng thêm cường đại quan trọng hơn là nó có năng lực khôi phục cực mạnh khó trách kẻ trước mắt này phòng ngự vô địch một mực dùng thứ này cơ bắp phá hoại tái sinh, phá hoại tái sinh, thời gian dài khôi phục, tự nhiên càng ngày càng cường đại. Thật ra thì giống như thiên đạo chân khí của hắn rèn luyện cơ bắp, công hiệu tương tự. Chủ nhân, vấn đề kinh mạch của ta ngạnh hóa, có phương pháp giải quyết không? Thấy vẻ mặt hắn tươi cười, lân giáp thú mang theo lo lắng nhìn qua. Nơi này là nơi ở của nó, có thực vật khác hay không, nó đã sớm kiểm tra không biết bao nhiêu lần, nếu quả thật có bảo vật để cho kinh mạch mềm mại, khẳng định đã sớm thấy qua, không có khả năng cái gì cũng không rõ ràng. Có thể giải quyết. Trương Huyền quay đầu. Cái kia. Lân giáp thú nghi ngờ. Người dùng những tử chân quả này, có bao giờ ăn hạt của nó không? Trương Huyền mỉm cười. Hạt, không thể ăn được. Lân giáp thú sững sờ. Trái cây thơm ngọt, hơn nữa có chỗ tốt cực lớn với thân thể, nhưng hạt. Chưa nghe nói qua có thể ăn a hát. Nếm thử đi cong ngón tay búng một cái trái cây trong tay lập tức bay qua lân giáp thú nghi ngờ lột thịt quả hạt lộ ra vừa cứng vừa xấu giống như viên sỏi vậy tiện tay ném vào trong miệng cảm thấy miệng đắng chát rất khó ăn lân giáp thú lắc đầu ta biết khó ăn ngươi thử hút linh khí trong hạt tỏa ra vào trong cơ thể trương huyền nói ở trong hạt đồng dạng ẩn chứa linh khí nồng nặc vẻ mặt nghi ngờ lân giáp thú vẫn gật đầu nhắm mắt lại hấp thu linh khí vào kinh mạch. Hô! Vừa tiến vào trong cơ thể, trước đó kinh mạch cứng rắn tựa như tảng đá, quả nhiên trở nên mềm mại lên. Cái này! Con mắt lân giáp thú đỏ lên. Những năm qua tu luyện, tuy thân thể càng ngày càng chắc chắn, nhưng độ nhạy giảm mạnh, muốn đột phá thiên thần gần như không có khả năng làm được, cho nên hết hy vọng. Làm sao cũng không nghĩ đến, chỗ căn bản nhất cải thiện những tình huống này, ở chỗ hạt đắng chát mà nó chưa bao giờ ăn. Sớm biết đơn giản như vậy, nhận nhận chủ làm gì? Tự do thật tốt, thịt quả ngạnh hóa kinh mạch, hạt có thể để cho nó khôi phục, số mệnh tự có ý trời, đây là thiên đạo công bằng. Trương Huyền gật đầu, tuy giải thích cho đối phương, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng càng hiểu rõ thiên đạo hơn. Thiên địa phân âm dương, phân ngày sáng đêm tối, phân ngũ hành tương sinh tương khắc, phân vạn vật tự nhiên. Chỉ cần xuất hiện vật chất, nhất định có một loại vật chất khác đối ứng không có bất kỳ cái gì có thể siêu thoát. Thậm chí tình cảm, có yêu liền có hận, có hạnh phúc liền có thương tâm. Đồng dạng đối lập, đồng dạng công bằng. Vâng, lân giáp thú hiểu biết lơ mơ, thân thể run rẩy đi tới góc tường, nơi đó chất đầy hạt trước đó ăn ném bỏ, vốn tính toán tìm địa phương gieo trồng, nhìn có thể bồi dưỡng vài cây tử chân quả hay không, lúc này rõ ràng có rượu dụng, không nói há to miệng, nuốt xuống toàn bộ. Kéo kẹt, kéo kẹt, vỏ hạt cứng rắn, Đối với nó không tính là gì, thời gian qua một lát đã bị nuốt vào trong bụng. Linh khí đắng chát trong nháy mắt bạo phát, dọc theo kinh mạch chảy vào trong cơ thể, trong tích tắc, kinh mạch cứng rắn lần nữa khôi phục, thần lực mạnh mẽ ở trong người lao nhanh, khí tức càng ngày càng mạnh. Ta tới giúp ngươi." Thấy nó muốn đánh vào thiên thần cảnh, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu ngón tay nhiều ra mấy chục viên châm bạc, truyền vào thiên đạo chân khí, bỗng nhiên bay đi. Phốc, phốc chui vào trong tất cả huyệt đạo của lân giáp thú, khí tức lưu chuyển, thời gian nháy mắt, ràng buộc trước đó tắc nghẽn đều thông suốt. Âm âm, thần lực đột phá, cánh cửa thiên thần cảnh mở rộng. Không tệ, ánh mắt trương huyền sáng lên, lần nữa cong ngón tay búng một cái, năm bình thần nguyên đan bay đi, 50 viên thuốc giống như mưa bay xuống. Đột phá thiên thần, dù nó đã tích lũy đủ, nhưng vẫn cần không ít linh khí, linh khí nơi này suy yếu, Dựa vào hấp thu không biết năm nào tháng nào, hắn không có thời gian, chỉ có thể giúp đỡ một chút. Dù sao đối phương đã thần phục, cũng không tính lãng phí. Không nghĩ tới chủ nhân cho nhiều đan dược như vậy, ánh mắt Lân Giáp thú lộ ra vẻ kích động, miệng lớn mở ra, trực tiếp nuốt xuống, vô số linh khí tràn ngập toàn thân. Rầm rầm rầm. Trong cơ thể tựa như có lựu đạn nổ tung, phát ra thanh âm ùng ùng, thời gian qua một lát, Lân Giáp toàn thân biến thành màu đen nhánh, tựa như hắc ngọc biết đột phá thành kết cục đã định, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tên này thành công, liền đại biểu bên cạnh mình có một vị cường giả thiên thần cảnh, hơn nữa phòng ngự vô địch, cùng cấp bậc có thể chiến thắng, đoán chừng chỉ là số ít. Có thể nói ở dạ minh thành, không cần tiếp tục lo lắng bất kỳ kẻ nào. Sau khi đột phá cảnh giới, lại lần lượt cho mấy bình thần nguyên đan, qua hai canh giờ, lân giáp thú mới triệt để vững chắc tu vi, nhẹ nhàng run rẩy biến thành thanh niên trước đó, quỳ dạp xuống đất. Đa tạ chủ nhân tác thành. Trước đó nhận chủ, trong lòng còn có cảm giác bị bức bách, có chút không cam lòng, hiện tại loại tâm tình này quét sạch sành xanh. Không cần khách khí, cho ta một ít huyết dịch, ta muốn tăng lên lực lượng thân thể. Trương Huyền nói, lân giáp thú cũng không nhiều lời, tinh thần khẽ động, lần nữa khôi phục hình dáng bản thể, móng vuốt nhẹ nhàng xé ra, máu tươi chảy xuôi. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vồ một cái, thần lực khuấy động, máu tươi hóa thành sương mù, dọc theo lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể, cùng thời khắc đó, nhẹ nhàng điểm một cái, từ chân quả bay xuống, hóa thành chất lỏng chảy đầy toàn thân. Xen luyện thân thể thế nào, vừa rồi đã thôi diễn một lần, sớm thiết kế tốt phương pháp. Huyết khí phối hợp chất lỏng trái cây chảy vào thân thể, thần thể trương huyền vốn cực kỳ cường đại, lần nữa phát sinh thuế biến, tựa như kim thân trước đó, càng kiên cố ngưng thực hơn, cơ bắp tinh thuần, rầm 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 cơ bắp nghiền nát trùng sinh không ngừng chia rẽ không ngừng sinh trưởng thân thể đột phá còn khó hơn chân khí đột phá thấy chủ nhân rèn luyện thân thể lân giáp thú canh giữ ở bên cạnh sợ xuất hiện biến cố rèn luyện thân thể dính dáng phá hoại và sinh trưởng mặc dù có thánh dược chữa thương cũng không dễ dàng như vậy không nói cái khác chỉ nói nó vì phòng ngự vô địch không biết ngậm bao nhiêu đắng bị bao nhiêu tội Trọn vẹn mấy chục năm, mới đạt tới cảnh giới bây giờ. Chủ nhân chỉ là thân thể thần linh hạ phẩm, coi như thiên tư vô song, muốn thành công, không có mấy năm, khẳng định là không làm được. Trong lòng cảm xúc, con mắt nhịn không được nhìn sang thanh niên trước mắt, chỉ thấy huyết vụ và chất lỏng trái cây đầy trời đã bị hấp thu sạch sẽ, thân thể của đối phương lúc đỏ lúc trắng. Thời gian nháy mắt thuế biến thành kim sắc, sau đó khôi phục bình thường. Hô, thở ra một hơi thiếu gia mở mắt, đồng tử tựa như biến thành kim sắc, lóe lên một vệt sáng, sau đó lần nữa biến hóa trở về. Thiếu gia, ngươi, không tu luyện nữa. Thấy vị trước mắt này mới tu luyện mười mấy hô hấp liền dừng lại, lần giáp thú nhịn không được sướng sờ. Tu luyện xong rồi. Trương Huyền gật đầu. Tu luyện xong. Lân giáp thú nháy con mắt, một mặt không hiểu. Có ý tứ gì? Nó thiên phú dị bẩm, cũng tu luyện mấy chục năm mới để cho thân thể trở nên cứng rắn, đối phương nói. Tu luyện xong, là có ý gì? Chẳng lẽ, tạm thời không luyện? Người ra tay với ta thử một chút. Không có trả lời, Trương Huyền nhìn về phía thú sủng, kích động nói. Lân giáp thú gật đầu. Tốt, móng vuốt rũi ra. Sợ chủ nhân chịu không nổi, lần này chỉ dùng một phần trăm lực lượng. Cùng nắm đấm của thiếu ra đụng một cái, lập tức cảm thấy một cỗ cự lực nghiền ép tới, Thân thể nó cứng đờ. Cỗ lực lượng này, cuộn trào to lớn, tựa như thủy triều, không dùng huyết lực lượng, có thể sẽ bị nghiền thành bánh thịt. Không dám tiếp tục do so dự, lực lượng lập tức nhấc lên. 5%, 10%, 15%, 50%, thời gian nháy mắt liền dùng ra một nửa khí lực của thân thể. Bành! Thân thể run rẩy, lân giáp thú bay ngược ra, đâm vào trên vách tường, loạn thạch bay lượn. Chủ nhân, lân giáp thú tràn đầy khó tin nhìn qua, sắp điên rồi. Thực lực của chủ nhân này, trước đó nhìn thấy qua, chỉ kiếm pháp mạnh mẽ, lúc nào lực lượng mạnh như vậy. Tuy nó chỉ dùng một nửa lực lượng, nhưng trực tiếp đánh bay nó, cảm giác suýt chút nữa nín thở. Loại lực quyền này, thiên thần hạ phẩm bình thường cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Hơn 10 hô hấp, từ thần linh hạ phẩm, nắm giữ man lực có thể so với thiên thần hạ phẩm. Người thật không phải ngụy trang, mà là vừa mới tu luyện ra được. Đang tràn đầy nghi ngờ, chỉ thấy thanh niên đối diện chẳng những không đắc ý, ngược lại tràn đầy chán nản, vẻ mặt thất lạc. Ai, tốc độ tu luyện quả nhiên chậm quá nhiều, chẳng lẽ thiên phú của ta thật không được? Chậm, thiên phú không được. Thân thể lân giáp thú run rẩy, suýt chút nữa khóc lên. Mười cái hô hấp, lực lượng từ thần linh hạ phẩm, có thể so với thiên thần hạ phẩm, ba đại cấp bậc. Chậm, ngươi là nói thật, không phải cố ý trang bức. Hết chương 3770. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 168.